Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Nếu thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ team mình nhé. Trở về lễ đính hôn, ngươi cướp lại cái nhẫn kim cương đưa cho vị hôn thê, trở tay đeo lên tay dì trẻ bệnh kiều tài phiệt của nàng. Lần này không chỉ vị hôn thê bị lừa, ngay cả dì nhỏ cũng bị lừa, mà cái này đều vì kiếp trước ngươi vì lấy niềm vui của người nhà mà cưới liễu như yên. Kết quả là khi ngươi vì cứu nàng bị trọng thương mà cấp cứu, nhưng bà ta sai khiến con nuôi nhổ ống quản dưỡng khí của cậu ra ngược lại dì nhỏ vẫn luôn lấy cao lãnh sai khiến người khác để đối xử tệ bạc, lại tràn đầy nước mắt xuất hiện ở phòng bệnh của ngươi, có lẽ là quá gấp gáp, bộ lễ phục hoa lệ đã phủ đầy cho bụi, dây cũng chạy mất một cái, lòng bàn chân cũng có máu tươi chảy ra. Bác sĩ hỏi cô quan hệ thế nào với cô, Tiểu Di kiên định trả lời, hắn là người ta yêu, ngươi mới biết có một bảo tàng nữ hài vậy mà đợi ngươi suốt 40 năm, sống lại một đời ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, thề tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nhưng vì sao Liễu Như Yên lại nhìn thấy ngươi yêu đương cùng gì nhỏ, lại hối hận, khóc lóc cầu xin ngươi tha thứ chỉ là lúc này đã chậm trung sinh trở lại ngày đính hôn cùng với liễu như yên bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc trần phàm ngươi gọi điện thoại thúc giục như như viện nghi thức đính hôn cũng sắp bắt đầu rồi lưu như nhìn về phía ngươi ánh mắt căn bản không giống như đang nhìn con ruột của ngươi vẻ mặt ghét bỏ hôm nay người đến hiện trường đều là nhân vật có uy tín danh dự liễu như yên nếu vắng mặt đó không thể nghi ngờ là dẫm thể diện trần ra chúng ta dưới chân anh không có gọi điện thoại cho liễu như yên mà trực tiếp đi ra bên ngoài sảnh bởi vì ngươi biết nàng sẽ không tới lưu như giữ chặt cánh tay của ngươi ngươi đi đâu vậy ta để ngươi gọi điện thoại cho liễu như yên ngươi không nghe thấy sao ngươi biểu lộ bình thản nàng sẽ không tới lưu như sắc mặt không tốt làm sao ngươi biết nàng ta sẽ không tới nàng xảy ra chuyện gì Ngươi đương nhiên biết rõ, dù sao đời trước mình từ ban ngày chờ đến buổi tối, cuối cùng ở trên hot search nhìn thấy Liễu Như Yên ở trong bệnh viện cùng Cố Vũ mừng sinh nhật, toàn bộ internet đều biết Liễu Như Yên thích đào hôn vì yêu thương, bạn bè trong vòng đều tới an ủi ngươi, phải có dũng khí, đối diện với Lưu Ngữ ngữ, bây giờ mình trùng sinh tiết điểm này vừa vặn, hết thảy đều có thể vãn hồi, ngươi sắc mặt bình thản, nàng hiện tại đang cùng Cố Vũ mừng sinh nhật, cách nơi này 300 km tự nhiên không thể trở lại lưu như nhất chứng sau đó chửi ầm lên với ngươi một nữ nhân cũng không chịu nổi muốn ngươi có ích lợi gì là một thứ rác rưởi hôm nay có nhiều người tới như vậy mặt mũi của chúng ta đều bị ngươi làm mất hết không muốn mất mặt thì từ hôn đi lưu như như nghe được một lời không thể tin nổi ngươi nói cái gì ta nói từ hôn cái này kết hôn ta không lưu như giận dữ không thể gặp được nếu ngươi dám đi từ hôn ta coi như ngươi đứa con trai này không có kiếp trước lưu như không ít lần dùng lời này uy hiếp ngươi ngươi cười hiền lành a à, di tốt xin hỏi hiện tại ta có thể ra ngoài từ hôn không lưu như còn chưa kịp phản ứng lại từ tiếng a à, di này ngươi đã đưa tay đẩy nàng ra rồi lưu như không thể tin nhìn qua bóng dáng cậu đi vào thang máy chỉ cảm thấy cực kỳ lạ lẫm ngươi nhìn cửa thang máy tâm tình vui vẻ của mình đi thân hình cao ngất khỏe mạnh tinh thần phấn chấn không có quầng thâm mắt không nếp nhăn, cũng không có ung thư dạ dày. Ngươi vuốt ve dạ dày, chờ đến khi kết thúc chính mình liền đi ăn một bữa lẩu, làm phiền chính mình. Ngươi từ trong thang máy đi ra, tiếng nghị luận không lớn không nhỏ truyền đến lỗ tai. Trần gia hôm nay phải mất mặt ném đến Thái Bình Dương rồi. Ngày hôm đó, hôn thê đi bồi nam nhân khác, khuất nhục lớn như vậy. Ta nếu là Trần Phàm ta tại chỗ từ hôn. Trần gia sau này còn phải dựa vào liễu gia hợp tác, đây chẳng phải là sau này lão bà ngoại lệ, hắn thủ vệ sao, đây cũng quá thất ức đi chẳng lẽ hôn nhân này không thể không kết trừ phi trần phàm rời khỏi trần gia từ bỏ việc kế thừa tài sản chục tỷ của trần gia đổi lại là các ngươi các ngươi có đồng ý không nếu không phải liễu lão gia tử cùng trần gia là quen biết cũ hôn sự tốt như vậy cũng không tới phiên trần phàm cố vũ là một minh tinh lưu lượng ba ngày hai lần nhiệt siêu quan hệ giữa hắn và liễu như yên đã sớm không còn là bí mật mặc dù ngươi là con rể liễu gia đã định trước nhưng ở chỗ liễu như yên xa xa không sánh bằng cố vũ từ nhỏ nhận thức nàng bổ sung cho bệnh nhân cũng là sau khi đính hôn xong biết liễu như ý có tình cảm sâu đậm với cố vũ như thế nào người khác liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng sự tình có người tin tưởng thần như gà và cố vũ là anh em hai đậu xanh khi biết liễu như kết hôn với ánh trăng sáng như vậy ngươi cũng không phải không nghĩ tới từ hôn nhưng hai nhà trói chặt chậu sắc bén cùng cha mẹ uy hiếp dưới đủ loại nguyên nhân cuối cùng vẫn là đính hôn với Liễu Như Yên thậm chí kết hôn. Đám hỏi thương nghiệp không có chút tình cảm nào, dù cho kết hôn 20 năm, trong lòng Liễu Như Yên cũng chỉ có cố vũ bạch nguyệt quang này. Nghĩ đến kiếp trước chính mình không ngừng an hiệp nhẫn nại, lấy hy sinh bản thân làm cái giá để tính toán tốt cho mọi người. Cuối cùng kết quả lại là một thân bệnh tật, một kiếp này ngươi triệt để nghĩ thông suốt, có nhiều thứ không cưỡng cầu được, ngươi càng lo lắng cái gì, cái gì sẽ khống chế ngươi, cho nên bây giờ ngươi đã không còn sợ hãi mất đi nữa cũng không cần lo lắng cái gì nhìn ngươi xuất hiện tiếng nghị luận xung quanh đột nhiên đình chỉ hết thảy ánh mắt tập trung trên một người ngươi có dò xét có hiếu kỳ nhưng càng nhiều hơn chính là chuẩn bị nhìn ngươi chê cười hai đời làm người là sóng to gió lớn gì ngươi chưa thấy qua bản thân mình đi đường đoan chính căn bản không có sợ hãi nhận lấy mike dâu phôn từ trong tay người điều khiển chương trình ngươi kéo kéo cả và thả lòng của họng a đầu tiên cảm tạ các vị trong lúc bận rộn rút ra thời gian tới tham gia trận yến hội này hôm nay liễu như yên có việc không tới được hiện trường Ta kế tiếp muốn tuyên bố là ta cùng Liễu Như Yên hủy bỏ hôn lễ. Mọi người không thể tin được. Phát ra âm thanh, nhà giàu thông gia là nói có thể lui là lui. Trần gia sinh ý còn làm hay không? Chờ mọi người lấy lại tinh thần. Ngươi đã rời khỏi hậu trường. Có người cảm thấy ngươi là đang hành động theo cảm tính. Chờ cơn giận này tiêu tan sẽ dùng mặt mũi đi Liễu ra nói khoản cầu tình. Không trách bọn họ nghĩ như vậy, dù sao người trong vòng 3 năm này ngươi theo đuổi liễu như yên rõ như ban ngày, có thể nói là tùy ý mà đến. Trần Phàm bây giờ, kiên cường đến mức nào thì nhận sai sẽ thảm bấy nhiêu. Việc của Liễu Gia cũng không có hình sao, dễ dàng lật thiên. Hiện tại Trần Gia hoàn toàn ỉ lại vào hợp tác với Liễu Gia. Nếu Liễu Gia không vui cắt đứt hợp tác, vậy Trần Thị sẽ tổn thất lớn. Đến lúc đó cổ đông náo loạn, vị trí người thừa kế là Trần Phàm cũng phải bay mất. Trần Phàm nhẫn chịu chấp tay nhường sản nghiệp lớn như vậy sao? Ngươi trực tiếp xuống bãi đỗ xe lái xe rời đi, vừa ngồi trên xe. Cha Trần gọi điện thoại tới, Trần Phạm ngươi bây giờ lập tức cút về cho ta, nói khoản tiền này cho tất cả mọi người ngươi bình tĩnh dựa vào cái gì muốn ta nói khoản tiền này ta đã làm sai điều gì chẳng lẽ không phải là đạo đức của liễu như yên sao trong điện thoại cha trần nghe xong lập tức nổi trận lôi đình ngươi có tư cách gì để liễu như yên nói chuyện khoản tiền trần phàm ta cảnh cáo ngươi, liễu ra chúng ta không thể trêu vào, ngươi đã 23 tuổi không phải tiểu hài tử, hẳn là lấy đại cục làm trọng, vì sao hôm nay không thương lượng với chúng ta một chút liền muốn tuyên bố từ hôn, từ nhỏ đến lớn ngươi đã không khiến người ta bớt lo rồi, khiến mẹ ngươi tức muốn xỉu, có phải ngươi muốn đem nàng làm cho tức chết hay không, tức ngất thì hẳn là phải đi bệnh viện, mà không phải nói với ta. Nếu như hôm nay ngươi không trở lại, vậy ngươi liền cút ra ngoài vĩnh viễn cũng đừng trở về tốt ta sẽ tranh thủ thời gian thu thập nó nói xong ngươi trực tiếp trở tay cắt đứt cuộc trò chuyện ngay sau đó trực tiếp kéo dãy số trần phụ tối sầm trong điện thoại của người nghe trần văn truyền đến âm thanh vội vàng trong lúc nhất thời khó có thể tin mà nướng nguyên một chỗ tên tiểu tử trần phàm này lại dám cúp điện thoại của mình sau khi bôi đen ngươi tinh thần sảng khoái trở lại khu nhà trọ của mình tuy nói là nhà giàu liên hôn nhưng ngươi cũng đúng là theo đuổi liễu như yên ba năm thái độ của gà như đối với ngươi cũng lạnh nhạt giống như bằng phát lúc bắt đầu ở chung với nhau mặc dù không tính là nhiệt tình bao nhiêu nhưng ít nhất hai người có thể ở chung cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn với người cầm đàn phía sau hòa bình này tất cả đều là ngươi nhường nhịn cùng nguyên hợp ở chung một năm này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là một mình ngươi làm một người có thể so với ba nhân vật được phân biệt liễu như yên ăn rất ngon miệng mùi vị kén chọn không ăn cái kia không ăn ngươi nghiên cứu thật lâu mới khiến nàng hài lòng bởi vậy dù ngươi mệt mỏi đến đâu cũng sẽ về nhà nấu cơm đúng giờ rất nhiều chuyện bản thân liễu như yên lười làm nàng liền giao hết cho ngươi làm ví dụ như y phục của nàng đều là tay ngươi giặt không chỉ phải rửa sạch sẽ còn không thể có chết ngân rửa xong phơi khô còn phải dùng hương hoa hun một chút đều nói hôn nhân là cần hai người duy trì nhưng ở cùng một chỗ với liễu như yên toàn bộ đều dựa vào sự cố gắng của ngươi ngươi không khỏi nhớ tới báo cáo kiểm tra sức khỏe kiếp trước ngoại trừ ung thư dạ dày nghiêm trọng nhất, lục phủ ngũ tạng đều có bệnh, ngươi chiếu cố tốt liễu như yên, cũng làm cho cha mẹ tuổi già thọ hết chết già, nhưng duy chỉ không đối xử tốt với mình. Đồ đạc của ngươi không nhiều lắm, chỉ mang theo quần áo và một ít vật phẩm quý giá của mình. Mấy cái ly tình lữ mua và dép lê đều bị ném đi hết. Trước khi đi, Ngươi lấy nhẫn đính hôn trên người ra, túi tiền đeo trên tay Liễu Như Ý lúc tới kết hôn càng tức giận bị ngươi ném vào thùng rác, trọng lực trên vai của nhất cực kia trong nháy mắt bị tháo xuống, ngươi phát ra từ nội tâm, gặp lại Liễu Như Yên, trong bệnh viện, Liễu Như Yên bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh một trận, cô theo bản năng muốn tìm điện thoại di động, cô Vũ nằm trên giường bệnh mở miệng nói, ngươi đang tìm điện thoại di động, Liễu Như Yên phản ứng lại, vì có thể chuyên tâm cùng Cố Vũ nàng đưa điện thoại di động cho cố vũ còn mở ra chế độ miễn quấy giày nếu ngươi muốn điện thoại di động ta liền cho ngươi liễu như yên lắc đầu ta chính là muốn xem xem hiện tại là mấy giờ rồi cố vũ lấy điện thoại di động của mình ra nhìn thoáng qua lập tức 12 giờ nếu như hôm nay nàng không đến bệnh viện hình lúc này nàng hẳn là đang cùng trần phàm mời rượu từng bàn một liễu như yên tới đây hoàn toàn là do ý định tạm thời 8 giờ sáng nàng nhận được điện thoại của người quản lý cố vũ nói cố vũ trong lúc đùa dưỡng chụp hình uy á không cẩn thận té xuống tình huống rất nghiêm trọng lúc ấy cô vừa nghe thấy vội vàng lên xe đến bệnh viện kết quả cố vũ bị thương không nghiêm trọng chính là vặn đến gần cốt mấy ngày nay không thể quay phim đến mức ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng thật tốt liễu như yên vốn định xem xong sẽ rời đi nhưng xe đi đi về về 300 km cũng phải mất 3 tiếng trở về cũng đã muộn cộng thêm hôm nay lại là sinh nhật của cố vũ mấy bình không do dự liễu như yên lựa chọn ở lại một bữa tiệc đính hôn cũng không phải kết hôn bản thân không có ở đây có liễu ra cùng trần phàm bao lấy đợi đêm nay trở về mình nói một chút là được rồi chân phàm nhất định có thể hiểu được bản thân mình chờ ngày đó tiệc kết hôn làm một chút bồi thường trở về liễu như yên nghĩ rất đơn giản trong nhận thức của nàng về ngươi vô luận nàng phạm phải sai lầm gì ngươi cũng sẽ không trách cứ nàng người xung quanh đều nói ngươi yêu thảm nàng nàng sẽ không cầm cái từ chó kiêu ngạo này đi hối lộ ngươi nàng nguyện ý cùng ngươi thông gia là bởi vì ngươi đối với nàng quá mức tốt ở chung với ngươi một năm này nàng trôi qua rất thoải mái bởi vậy không ngại kéo dài thời gian 12 giờ cơm trưa mà liễu như yên bảo trợ lý sắp xếp cũng đã đến đều là những món mà liễu như yên thích ăn thức ăn cũng không tệ lắm liễu như yên cầm đũa lên nếm thử vài miếng rồi buông xuống cô vũ dừng đũa nhìn nàng đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi ta bây giờ còn chưa đói bụng không quá muốn ăn lời này là lừa gạt cố vũ quy luật ẩm thực của nàng rất bình thường đến giờ cơm sẽ đói hiện tại không muốn ăn thuần túy là vì những món ăn này không ngon bằng ngươi làm trước kia nàng không kén ăn như vậy từ khi ở cùng với ngươi nàng càng ngày càng được bài trừ. Đây cũng không phải là thói quen tốt, ta muốn xem điện thoại một chút. Cô Vũ giả vờ như không nghe thấy, đang ăn cơm trong bát không lên tiếng. Liễu Như Yên luôn luôn không kiên nhẫn sẽ đem tất cả ôn nhu cho cô Vũ. Ta xem một chút ai gửi tin nhắn cho ta. Ngươi yên tâm, vô luận phát cái gì ta cũng sẽ không trở về. Ta đã đáp ứng cùng ngươi mừng sinh nhật. Ta nói chuyện giữ lời. Cô Vũ nhìn nàng một lát sau vẫn là đưa điện thoại di động cho nàng. Dù sao hiện tại cũng đã qua 12 điểm rồi. Liễu Như Yên muốn về khách sạn cũng đều tan cuộc. Liễu Như Yên nhìn thấy trên điện thoại di động chi chít tin nhắn và tin nhắn, có cha mẹ, thất đại cô bát đại gì, nhưng duy chỉ không có Trần Phàm, vốn tưởng rằng hắn sẽ gấp đến độ gọi điện cho mình nhắn tin, không nghĩ tới một cái cũng không có, Trần Phàm chẳng lẽ không lo lắng cho mình. Theo lý thuyết, đối với một người không quan trọng như Trần Phàm thì không quan trọng, hắn gửi tin nhắn hay không cũng không ảnh hưởng gì đến mình cũng không biết vì sao lúc này trong lòng nàng có chút trống rỗng ngay cả đồ ăn vừa nuốt xuống bỗng nhiên sinh ra một cỗ buồn nôn liễu như yên cũng không nghĩ sâu xa hơn dù sao nàng và ngươi kết hôn là chuyện ván đã đóng thuyền hơn nữa ngươi phi thường thích nàng sẽ không vì loại sự tình này mà so đo lại nói khó nghe một chút đạo bạch điểm coi như ngươi so đo thì có ích lợi gì bất quá trong nội tâm nàng vẫn là thoáng cảm thấy bất an rốt cuộc đang bất an cái gì nàng cũng nói không nên lời một hai hào phú hào mười ngón không dính nước mùa xuân tự mình chiếu cố mình dù chỉ là một chút chuyện nhỏ cũng làm cho cô vũ cảm thấy hài lòng liễu như yên là nữ nhân mình vừa ý mình tuyệt đối không cho phép nàng gả cho nam nhân khác thừa dịp cô vũ ngủ trưa liễu như yên có thể thoát thân đi ra bên ngoài liễu như yên không dám liên lạc với cha mẹ chỉ có thể vụng trộm gọi điện thoại cho bằng hữu của nàng muốn hỏi khách sạn hiện tại là tình huống như thế nào. Lúc nhắc tới Trần Phàm, nàng có chút chột dạ, giọng nói của một người bạn trong điện thoại truyền đến từ bên trong. Như yên xảy ra chuyện lớn rồi, Trần Phàm Từ Hôn, Liễu Như Yên sững sờ, rõ ràng không kịp phản ứng. Cái gì mà Từ Hôn, ba mẹ hắn không cột hắn, Liễu Như Yên biết rõ tình huống của Trần gia như thế nào, bọn họ không thể cho phép Trần Phàm Từ Hôn. Ba mẹ hắn một mực tại hiện trường nhận lỗi nói, xem thái độ này của Trần gia là không muốn Từ Hôn với Liễu gia. Trần Phàm hẳn là không có can đảm chống lại người nhà, dù sao thoát ly Trần gia hắn cái gì cũng không phải, nói đi thì nói lại, cho dù lễ khánh hôn cũng không tính là chuyện lớn gì, là Trần gia không thể rời bỏ Liễu gia, dù sao ngươi cũng không thích hắn, cái bái bai kế tiếp càng ngoan ngoãn hơn, hắn muốn từ hôn là tổn thất của hắn, chỉ có Liễu Như Yên biết rõ muốn tìm một người ngoan hơn Trần Phàm là không thể nào, loại trừ ngươi Liễu Như Yên thật sự là tìm không ra người thứ hai sẽ nấu cơm quét dọn gia vụ, là người đã đối với nàng chăm theo trăm việc thuận theo suy nghĩ, cho dù là cô Vũ cũng kém ngươi một mảng lớn trong lòng liễu như yên như có con mũi đang bỏ bạn bè ở trong điện thoại đối với trần phàm chào phúng nàng nghe một câu bỏ sót một câu cái gì gọi là trần phàm vô tâm với mình liên cỗ lực lượng lúc trần phàm đuổi theo chính mình kia tùy gọi tùy đến thái độ mặc cho nàng sai xử làm sao có thể vô tâm với mình đừng nói những bằng hữu này của nàng không tin chính mình cũng không tin liễu như yên tự thấy đuối lý để một mình ngươi ở lại bữa tiệc đính hôn là khiến ngươi mất mặt lắm đợi đêm nay trở về liền chuẩn bị một cái lễ vật đuổi ngươi đi một chút cho đến trước mắt nàng còn không có ý nghĩ từ hôn tốt rồi ta bên này còn có việc liền không nói với ngươi nữa bằng hữu tò mò hỏi một câu ngươi bây giờ đang bồi cố vũ sao hai người khách các ngươi là đáng tiếc dứt bỏ ra thế của cố vũ không nói chuyện ngươi cùng hắn là trời sinh một đôi muốn ta nói đều tại ông nội ngươi quá cứng nhắc đã là niên đại nào rồi còn giảng môn đăng hộ đối với bộ này ngoại trừ gia cảnh tốt một chút những phương diện khác so với cố vũ kèm xa trong lòng liễu như yên sinh ra một tia phản cảm khó hiểu không muốn nghe những lời này của ngươi đương nhiên liễu như yên cũng không biện giải cho ngươi nàng muốn từ trong miệng bằng hữu hỏi ngươi tình huống của ngươi nhiều hơn một chút nhưng lại sợ bị người hiểu lầm nàng rất bình định ngươi trong lòng liễu như yên cực kỳ mâu thuẫn ta bên này còn có việc trước tiên là cúp máy liễu như yên cúp điện thoại dựa vào tường nhiều lần mở ra dãy số của ngươi rồi lại buông xuống nàng do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không đánh qua ngươi bỗng nhiên từ hôn chính là làm tiểu tâm tình chờ ngươi tỉnh táo lại nghĩ kỹ là tốt rồi liễu như yên nhịn không được oán giận ngươi vì sao phải xúc động bất chấp hậu quả như vậy không nghĩ cho chính mình sự tình nhàn đến bây giờ đối với ngươi có chỗ tốt gì 6 giờ chiều trợ lý mua bánh sinh nhật bánh ngọt, rõ ràng là sinh nhật của cô Vũ, nhưng hắn lại vì chiếu cố Liễu Như Yên mà mua cái bánh ngọt mà nàng thích. Cô Vũ nhắm mắt lại, hy vọng Liễu Như Yên mỗi ngày đều có thể vui vẻ, hy vọng sinh nhật hàng năm nàng có thể ở bên cạnh ta. Đang hát bài hát sinh nhật, Liễu Như Yên không còn hát nữa, nhìn ánh mắt chờ đợi của cô Vũ, nguyện vọng nói ra liền không linh, thật sự sẽ không linh sao, ta không tin. Nguyện vọng này không phải không thể thực hiện, quyết định thái độ của Liễu Như Yên đối với mình chỉ đơn thuần là cùng hắn qua một sinh nhật, nếu như cái này đều muốn phản bác vậy không khỏi cũng quá mất hứng, cô Vũ cắt một miếng bánh ngọt đặt lên mâm của nàng, giữa trưa ngươi còn chưa ăn cơm, lúc này hẳn là đói bụng a, à. cũng may, có việc trong lòng chặn lại, nàng căn bản không ý thức được đói bụng, thậm chí lúc này cũng không muốn ăn bánh ngọt, nguyên liệu nấu ăn bánh gato rất tươi ngon, nhưng Liễu Như yên lại cảm thấy như nhai sắp nến, đây đâu đều là sau khi trở về đối mặt ngươi như thế nào, cô Vũ đã nhìn ra tâm tư của nàng không tập trung, hắn đè xuống đáy mắt u ám sắc mặt không đổi cô vũ ngươi vào bệnh viện bị người qua đường chụp ảnh lên mạng rồi bây giờ còn đang hot sớt bánh ngọt ăn được một nửa người đại diện trương an cầm điện thoại di động đi vào liễu như yên hữu ý vô ý mà một bên không liên quan đến mình chỉ là ngươi lên hot sớt còn tốt mấu chốt là liên lưu trần tiểu thư có người đem trần tiểu thư treo ở trên mạng nói nàng vắng mặt trong lễ đính hôn là vì ngươi mà đến nhìn bình luận của dân mạng có hình ảnh của liễu như yên nghe nói có chính mình thân sắc biến đổi lấy điện thoại di động ra lật xem quả nhiên hot shirt quan can cố vũ đã treo trên bảng hot shirt tân tấn tiểu thịt tươi bị thương bạn gái văn được người ta hộ tống sinh nhật trong tấm ảnh Liễu Như Yên mặc váy lễ màu trắng đứng ở bên ngoài phòng bệnh, trên đầu đội một cái quan nhỏ, thoạt nhìn tựa như tân nương bị bỏ chạy, một bức tranh cố sự tiện tay chụp lại có cảm giác mười phần. Phía dưới phối văn, tiêu có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, viên tâm chúc phúc đôi tình nhân này cuối cùng sẽ thành thân thuộc. Trong bình luận có chúc phúc cũng có chứng hủy, như người bị côn bằng hủy đều là ngươi, nói ngươi không xứng với Liễu Như Yên, cũng ỉ vào xuất thân tốt cùng một chỗ với Liễu Như Yên, còn mắng ngươi là tiểu tam chặn ngang một chân phá hư cảm tình của người khác. Mí mắt Liễu Như Yên nhìn thấy mà giật giật, thật sự là một đợt sóng chưa yên đã sóng sau lại đến nàng làm sao cũng không nghĩ tới chuyện ngươi từ hôn cũng sẽ bị người ta phơi bày ra ngoài ánh sáng cô vũ đặt điện thoại di động xuống cầm tay liễu như yên người trên mạng nghe gió chính là mưa ta cũng không quan tâm chính là chuyện cô và trần phàm đính hôn cô xem tôi có cần lên mạng làm sáng tỏ hai câu không làm sáng tỏ cái gì nàng vắng mặt ném ngươi một mình ở trên yến hội đính hôn vốn là sự thật Nghĩ đến ngươi cũng sẽ thấy được nhiệt lục như vậy, chỗ ngực liễu như yên giống như bị một tảng đá đè lên, đều là vì trần phàm ta mới từ hôn ấy. Ta đã bảo Trương ca đừng nói chuyện với ngươi rồi, vốn cũng không phải là thương tổn lớn bao nhiêu. Liễu như yên trầm giọng nói, là tự ta muốn tới đây, ngươi nghỉ ngơi thật tốt chuyện trên mạng giao cho ta xử lý người quản lý trương an biết quan hệ của hai người này hắn ước gì hai người có thể trực tiếp xác nhận quan hệ nếu như trước mắt có thể vững vàng bám trụ hạ ra sự nghiệp của mình tuyệt đối là dệt hoa trên gấm nâng cao một bước hắn tiếp thu được cố vũ hắn giọng một cái trần tiểu thư trần tiên sinh bên kia ngươi có cần ta đi giải thích một chút không liễu như yên rút tay ra dừng một chút không cần phải nói để cho bên phía quan công thả ra chút ít vật liệu có thể vượt qua lần hot search này. Trước tiên di chuyển lực chú ý của cư dân mạng, đợi qua mấy ngày là tốt rồi. Ngành giải trí chính là như vậy, chưa bao giờ thiếu dưa mới. Tiết tấu sinh hoạt nhanh chóng có thể có bao nhiêu người nhớ kỹ chuyện trên mạng. Còn chuyện Trần Phàm, tôi sẽ giải thích với anh ta, hắn sẽ lý giải được. Cô Vũ sắc mặt mãnh liệt cứng đờ có thể khiến liễu như yên buông tư thái xuống tự mình giải thích xem ra địa vị của trần phàm trong lòng nàng còn rất cao trong lòng liễu như yên cũng không chắc chắn vốn chỉ là một chuyện nhỏ Kết quả hiện tại huyên náo đến mức mọi người đều biết, càng nghĩ càng phiền. Liễu Như Yên ăn hai miếng bánh ngọt thì bỏ ép, cô Vũ nhìn bánh ngọt trên bàn. Ngươi lại không ăn, ta không đói bụng, bánh ngọt ăn nhiều dễ dàng béo lên, ta phải khống chế ta một chút, ngươi không mập. Cô Vũ nhìn dáng người của Liễu Như Yên. Hôm nay nàng mặc váy lễ là Donny đóng giày cho nàng, chân dưới làn váy mỏng dài và thẳng của eo lưng, còn rất trắng. Hạ Vãn không tiếp lời hắn mà là nói sang chuyện khác ta đi ra ngoài gọi điện thoại cô vũ thấy sắc mặt nàng rất kém cỏi cũng không muốn làm khó dễ tay đặt trên chân nắm chặt nắm đấm trương an nhỏ giọng nói chân tiểu thư sẽ không phải là để bụng trần phàm chứ cô vũ sắc mặt âm trầm chính mình xuất ngoại 5 năm vẫn là quá lâu Lâu đến mức Liễu Như Yên có thể di tình biệt luyến, chính mình sớm nên nghĩ đến Liễu Như Yên dạng nữ nhân này rất biết trêu hoa gẹo nguyệt. Lúc trước Liễu ra trướng mắt chính mình an bài cho Liễu Như Yên một hôn sự như vậy. Hiện tại mất mặt đến trên mạng bị người ta coi là trò cười để chế diễu, quả thực là tự làm tự chịu. Cô Vũ cười lạnh một tiếng, để ý, thì sao, không phải đã từ hôn rồi sao, cho dù hôn nhân này không có trả thành ta cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Sau khi ra ngoài Liễu Như Yên liền đánh cho quản lý bộ công quan cuộc điện thoại bảo bọn họ đè xuống lần hot xuất này, không cần nhiều lời, bọn họ đã hiểu ra, Quế hoàn điện thoại, lại nhìn sang Weibo, nhiệt độ trên mạng lại tăng lên, hơn nữa tài khoản của nàng còn bị người ta lôi ra, cũng may bình thường nàng không phát vi bác nhiều, không thể đào ra được tiếng rèm pha gì, vốn tưởng rằng có thể dàn xếp ổn thỏa nhưng hôm nay tài khoản của nàng đã nằm trong đó, bất kể là tin nhắn riêng hay bình luận đều tăng lên 99 cộng, muốn xử lý lạnh là không có khả năng, vì ngăn chặn những người gọi lung tung chị dâu kia, Liễu Như Yên phát ra một bài đăng Weibo sáng tỏ, chỉ là bằng hữu, Weibo vừa phát ra ngoài, cô Vũ trong phòng bệnh liền thấy được, sắc mặt vốn âm trầm bỗng trở nên càng thêm u ám, hắn mím chặt môi, Liễu Như Yên gọi điện thoại cho bố cô bé sau khi đăng bài xong, nhận được điện thoại, Liễu phụ đem Liễu Như hôn nồng mắng một trận ngươi nghĩ như thế nào hôm nay tiệc đính hôn chạy đến bệnh viện bồi cố vũ coi như xong còn bị người ta nhìn thấy đăng lên trên mạng ngươi có biết hay không công ty mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái liễu thanh sơn luôn yêu thương nữ nhi của mình bình thường lớn tiếng nói chuyện cũng sẽ không nói hiện tại gấp đến độ cầm điện thoại mắng có thể nghĩ được tức giận đến mức nào liễu như yên thành thật không lên tiếng chờ đến khi nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc cha mới nói ta biết sai rồi buổi tối tôi sẽ trở về nói chuyện trần gia hình biên trần gia không dám nói ngươi cái gì hình trần phàm đâu ta nghe nói hắn muốn từ hôn với ta tin tức của ngươi ngược lại là linh thông nghe ngữ khí của cha nàng hiển nhiên hắn còn không biết trên mạng có người mọi người đều đã biết trần phàm từ hôn rồi ba mẹ hắn cũng không dám từ hôn hắn một tên tiểu tử lông vàng dám lui sao xương cốt cũng không có mọc cứng rắn giọng điệu liễu thanh sơn rất khinh thường trần phàm không có ưu điểm gì nhưng thắng ở chỗ hắn yêu ngươi đối với ngươi hiếu thuận với cha mẹ hôm nay nhàn rỗi từ hôn chẳng qua chỉ là nhất thời xúc động chờ hắn tỉnh táo lại là tốt rồi việc này cũng là ngươi sai trước lén lút ngươi lừa hắn một chút cũng làm cho hắn phải chịu thua đừng để cho chuyện này của ngươi quá khó coi liễu ra chúng ta cũng không phải chỉ có hắn mới không thể liễu thanh sơn nói gần nói xa đều đang nắm lấy trần phàm cho rằng trần phàm không nỡ xa nàng tất cả mọi người đều cho là như vậy bằng hữu của nàng là cha nàng cũng là người như vậy Điều này làm cho Liễu Như Yên cũng tự tin hơn. Ta biết rồi, ta sẽ hảo hảo nói với hắn. Liễu Thanh Sơn nhắc nhở nàng sớm trở về một chút. Đừng quá thân cận với cô Vũ, miễn cho ở trong vòng tròn buồn bực chế diễu không xong trần gia mạnh mẽ không thể sánh bằng liễu gia nhưng ở dung thành cũng là xí nghiệp có uy tín danh dự trần phàm là con nhà giàu vừa sinh ra đã hưởng thụ cuộc sống sung sướng so với tài xế cố vũ này đứa nhỏ được nâng cao không biết bao nhiêu lần hơn nữa tính cách hắn vừa tốt vừa nghe lời người cũng thông minh liễu như yên gả đi không cần lo lắng bị ủy khuất chọn con rể hắn chính là tinh tuyển tỉ mỉ đấy liễu như yên là con gái duy nhất về sau gia sản lớn như vậy còn phải giao cho nàng không tìm một người có năng lực hiểu chuyện một chút vậy có được không nếu như vậy liễu như yên không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi cho tới bây giờ nàng chưa từng để ở trong lòng vì ứng phó với cha nàng chỉ có thể ừ một tiếng sau khi gọi điện thoại cho ba ba xong liễu như hôn nhẹ nhõm hơn rất nhiều nàng lại gọi điện thoại cho trần phàm điện thoại đã được thông nhưng không có ai nhận liễu như yên nghĩ nghĩ không có gì đáng ngại có thể là ám đang bận trở lại phòng bệnh liễu như yên vừa mở miệng đã quan tâm chân của vũ chân của ngươi hiện tại còn đau không? Thuốc tê đã qua rồi, bắt đầu từ bây giờ cảm thấy rất đau. Có nên gọi bác sĩ không? Không cần chút đau đớn ấy, ta vẫn là có thể nhịn được. Cô Vũ giả bộ như cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn và Liễu Như Yên quen biết nhau vài chục năm. Cô Vũ là gia đình đơn thân, từ nhỏ đã đi theo cha hắn. Cha hắn là tài xế của Liễu Gia, cô phụ 6 tuổi hình niên lái xe đưa Liễu Phu Nhân đi nơi khác nói chuyện làm ăn. Nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xe nổi người chết, hai người đều không có cứu được. Từ đó về sau Liễu Thanh Sơn nhìn hắn không vừa mắt, cô Vũ biết rõ, hắn quy kết cái chết của vợ mình là trên người bố hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, nếu như ngày đó không phải Liễu Phu Nhân, nhất định phải đi xa để tài xế đưa cô đi. Cha hắn cũng sẽ không chết trong tai nạn xe cộ, cho nên rốt cuộc là ai sai. Cũng may Liễu Như Yên không tiếp thu phần hận ý này, đối với hắn vẫn tốt như trước đây, thậm chí còn coi hắn là đồng loại, bởi vì bọn họ đều mất đi người thân nhất, ở tuổi tình đầu chớm nở hai người sinh tình cảm lẫn nhau, tình cảm giữa bọn họ vượt qua bạn bè. So với người yêu còn muốn thân cận hơn, càng giống như là thân nhân. 6 năm trước, Liễu Như Yên tuyệt đối sẽ không vì một trần phàm mà nặng bên này nhẹ bên kia đối với hắn. Liễu Như Yên xinh đẹp thông minh, trong bạn cùng lứa tuổi chính là tồn tại một ngọn cờ riêng. Nàng là con gái duy nhất của Liễu Gia, bởi vậy từ khi nàng sinh ra đã hưởng thụ hết thảy yêu Việt nhất, tiền đắp lên xuất sắc là cố vũ liều mạng đuổi theo cũng đuổi không kịp đấy lúc bị liễu thanh sơn đưa ra khỏi nước thì hắn nghĩ chờ hắn trở nên đủ thành thục cùng thời điểm ưu tú trở lại bên cạnh nàng nói không chừng sẽ không có ai nói hắn không xứng nhưng hắn đã đánh giá thấp thời gian cùng khoảng cách lúc ở nước ngoài nghe được liễu như hôn muốn thông gia với trần phàm thì một khắc này hắn ta vô cùng căm hận sự nhỏ yếu của bản thân vội vàng chạy về nước dù liễu như yên vẫn quan tâm hắn như trước đây nhưng hắn không thể không thừa nhận quan hệ giữa bọn họ theo thời gian mà nhặt đi công quan đã an bài xong xuôi trần phàm gọi điện thoại cho ngươi sao trên mạng không phải nói hắn muốn từ hôn với ngươi sao chuyện lớn như vậy hắn cũng không hòa cùng ngươi thương lượng một chút liền trực tiếp quyết định chỉ là không quá không tôn trọng ngươi dù sao cũng là ta thất ước trước hắn ở trên cơn tức giận cũng bình thường ở trước mặt nàng trần phàm cho tới bây giờ chưa từng phát bài khí qua bởi vậy Liễu Như Yên cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, Liễu Như Yên không rộng lượng, mà là căn bản không coi thái độ của Trần Phàm là chuyện to tát gì. Cô Vũ tiếp tục nói Trần Phàm chính là cố ý làm bộ làm tịch, một đại nam nhân còn tính toán chi ly như vậy, vừa gặp phải chút chuyện liền rời khỏi từ hôn, không chút nào để ý. Liễu ra cùng mặt mũi ngươi, hiện tại hắn dám ở trước mặt thân bằng hảo hữu vung mặt, về sau liền dám trực tiếp động thủ với ngươi, lần này ngươi cũng đừng coi hắn quá đáng tốt nhất lãnh hắn hai ngày để cho hắn chủ động hướng ngươi nhận sai đạo khoản bằng hữu cùng cố vũ đều nói chuyện này ban đầu liễu như yên còn có chút nghi ngờ nhưng lúc này cũng cảm thấy bọn họ nói có chút đạo lý ngươi là người nhà họ liễu bỏ vàng dòng coi như là cha mẹ hắn cũng phải bán cho ngươi mấy phần mặt mũi chân pham dựa vào cái gì mà vứt bỏ mặt ngươi còn trước mặt mọi người tuyên bố muốn từ hôn cũng không sợ mình chơi thoát cô vũ hiểu rõ liễu như yên nàng ngạo khí tạo nàng càng tốt nàng lại càng không biết cúi đầu dần dần nàng cũng sẽ cảm thấy mình không sai cô vũ cũng không tin không chia rẽ được mấy người bọn họ như vậy thật sự tốt sao cô vũ cười nói ta là nam nhân ta còn không biết hắn lần này nếu ngươi chủ động cúi đầu anh sẽ biến thành vợ chồng ngươi phải hiểu rõ địa vị của ngươi vĩnh viễn cao hơn hắn tiểu tử của ta có chút không thoải mái chúng ta cần ấn theo một chút sao cô vũ chống đỡ thân thể bộ dạng hành động bất tiện hắn lớn lên rất đẹp thích hợp yếu thế sẽ kích thích tính mẫu tử của nữ nhân để cho nàng càng thêm quan tâm tới tâm tình của hắn mẹ liễu như không kịp suy nghĩ rất nhanh đã bị rời lực chú ý đi nàng đứng ở góc giường sờ vào bắp chân của hắn trần phàm cũng không biết những người này nghị luận hắn như thế nào vừa mới từ hôn hắn vội vàng tìm phòng ở tìm việc làm hắn đem trần quốc sinh cùng lưu như đều kéo đen không liên lạc được với hắn hắn dứt khoát ngừng thảy của mình lại bọn họ cho rằng chỉ cần để cho hắn không có tiền tiêu, hắn sẽ nhận sai trở về, sau đó ngoan ngoãn nghe theo bọn hắn an bài. Hắn là 24 tuổi, không phải 14 tuổi, từ lúc ở trung học hắn đã biết động thủ kiếm tiền, lúc còn học đại học càng không tốn một phân tiền nào của bọn họ. Tiền trên quy chat hoàn toàn đủ cho cuộc sống tiếp theo của hắn. Trần Phàm thuê một bộ phòng ở hai phòng ngủ một phòng khách, phòng ở không lớn, nhưng trang hoàng rất ấm áp, nhà ở trong khu vực Hoàng Kim, bởi vậy tiền thuê nhà một tháng ở 5.200, cũng không rẻ. Trần Phàm nhìn thấy không tệ liền nộp tiền điền hợp đồng, đồ vật của hắn không nhiều lắm, thu dọn rất dễ dàng, thu thập xong xuôi. Hắn nằm trên ghế salon mở TV ra, chọn cái tốt nghiệp đứng đầu nhất hiện tại để xem, thật trùng hợp. Khách quý của tiết mục là Cố Vũ, đều nói màn hình lớn sẽ làm mặt người kéo rộng biến xấu, trên TV thường thường nhìn minh tinh cũng không tệ lắm, hiện thực nhìn sẽ chỉ càng đẹp hơn. Trần Phàm nhìn một lát, cảm thấy có chút đói bụng, hắn không có điểm giao hàng, mà là mua một ít đồ ăn ở siêu thị dưới lầu, nấu một bát mì đơn giản. 9 giờ tối, vẫn luôn không đợi được tin tức của Trần Phàm. Trần Quốc Sinh đã bắt đầu nóng nảy, dùng điện thoại của người khác gửi tin nhắn cho Trần Phàm, nói đơn giản cho hắn biết, nếu như hắn muốn từ hôn chính là không nhận cha mẹ, nếu không nhận cha mẹ, vậy thì trả lại phí nuôi dưỡng mấy năm này đi, Trần Phàm ấn mở phụ kiện, nhìn thấy điều khoản trong đó đều phải cười, thuận thì to to nhỏ nhỏ cộng lại muốn hắn hoàn lại 300 triệu, 300 triệu, người không biết còn tưởng rằng hắn là hắc công đánh, từ khi hắn có ký ức đến nay, cha mẹ hắn không thích hắn, đều nói trên đời không có cái nào, cha mẹ sẽ không thích con của mình, nếu như không thích nhất định là có nguyên nhân, Trần Phàm có một muội muội, tất cả mọi người nói cho hắn biết là hắn đem 2 tuổi muội muội từ trên ban công lầu hai ném xuống ngã chết rồi đều nói người đối với trước năm tuổi là không có ký ức nhưng không biết vì sao trần phàm lại nhớ kỹ một màn máu tươi kia sâu sắc như vậy từ đó về sau mẹ của hắn liền điên rồi chỉ cần vừa nhìn thấy hắn ta sẽ đánh hắn ta nguyền rủa hắn ta nói hắn là ác ma trong cơ thể mang theo gen siêu hùng là một phần tử khủng bố trời sinh mỗi ngày trần phàm đều tự oán hận bản thân tự mình phá hủy trên đầu hắn tựa như treo một thanh đao của gia hắn không lúc nào không mong đợi cây bùa kia đao rơi xuống chặt đứt cuộc đời ngắn ngủi của hắn có phải hắn chết rồi không ba ba mụ mụ sẽ không oán hận hắn có phải hắn chết rồi không hắn có thể từ địa ngục đi lên thiên đường có phải hắn chết hay không thì hắn có thể nhìn thấy muội muội nói một câu xin lỗi với nàng năm sáu tuổi ấy bà nội già đem vết thương như vảy ngược hắn mang về nông thôn nuôi dưỡng một lần nuôi dưỡng này chính là 10 năm mà trong 10 năm này, phụ mẫu đối với hắn không quản không hỏi. Trần Quốc Sinh nói Lưu Như đang dưỡng bệnh uống thuốc, nhìn thấy hắn liền sẽ phát bệnh, bảo hắn đừng đi quấy rầy bọn họ. Sự thật đúng là như thế, mỗi lần nhìn thấy Lưu Như, nàng giống như phát điên mà chửi bới, hắn là tội phạm giết người không xứng sống sót. Anh từng gặp bác sĩ tâm lý, cũng đã kiểm tra qua thân thể của mình. Bác sĩ nói cho hắn biết, trong cơ thể hắn cũng không có gen siêu hùng, hắn là người bình thường, không phải ác ma trời sinh trong miệng mẹ, đời trước Trần Phàm sống cẩn thận từng ly từng tí, mang theo hối hận cùng ái náy, cố gắng hiếu thuận cha mẹ muốn được bọn họ tha thứ. Đối với những chuyện trong nhà an bài cho hắn, hắn không dám có bất kỳ phản kháng nào. Một khi biểu hiện ra kháng cự, bọn họ sẽ lấy cái chết của muội muội ra, đứng ở điểm đạo đức cao thượng đi lên chú ra hắn, trói chặt hắn. Nếu như Trần Phàm không trùng sinh, có lẽ đời này sẽ vẫn như cũ chịu mệt nhọc sống sót. Sau đó đợi đến khi Trần Quốc sinh tử, mới biết chuyện này gọi là Sizia, một đứa nhỏ 5 tuổi là, làm sao để ôm lấy muội muội 3 tuổi từ một trên ban công cao 2 mét ném xuống, lưu như đích xác có bệnh, nhưng Trần Quốc sinh vì trấn an thê tử của mình hoặc là thói quen dùng chèn ép giáo dục, hắn lựa chọn bảo thủ bí mật này, cứ như vậy, để cho một đứa nhỏ 5 tuổi gánh vác một mạng người sống 50 năm dưới sự giáo dục như vậy, Trần Phàm không phụ sự nhờ vào của hắn, như một con rối nghe lời, thành toàn cho bọn họ, tiêu hủy bản thân, Trần Phàm làm sao có thể không oán hận bọn họ, sinh mà không nuôi, người nuôi nó lớn là bà nội, bọn họ dựa vào cái gì đòi 300 triệu phí nuôi dưỡng, lại dựa vào cái gì áp bức hắn? cùng hô hắn sẽ không nhảy hai lần, nếu bọn họ đều cho rằng hắn rời khỏi Trần gia không có cửu pháp sống, vậy dứt khoát trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ, Trần Phàm ăn xong mì, sau đó liên hệ với một luật sư, sau khi nói tiền căn hậu quả cho luật sư biết, lại đem chi tiêu những năm này làm thành một cái bảng gửi qua, luật sư rất khách quan nói cho hắn biết, trên pháp luật cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ là không thể nào, nhưng hắn có thể giúp hắn thoát ly Trần gia, chỉ phụ trách tiền bồi dưỡng sau 60 tuổi, muốn thoát ly Trần gia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trần Phàm khoảng 20 tuổi, ở Dung Thành không có tiền không có địa vị, không có tiền hắn có thể đi kiếm, nhưng không có địa vị, chỉ sợ Trần ra nửa đường dùng chỉ, không cho hắn dễ chịu. Trần Phàm quyết định lấy tân tương ra vạch mặt với bọn họ. Trần Quốc sinh ra là người theo chủ nghĩa lợi kỷ trời sinh. Hắn quá bình tĩnh, so với thê tử nổi điên giết chết nữ nhi của mình. Vẫn là đứa nhỏ 5 tuổi ném muội muội xuống lầu thì tốt hơn nghe một chút. Đem trách nhiệm đổ lên người một đứa trẻ 5 tuổi coi như mọi người bàn luận đến chuyện này đều nhận định hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện hơn nữa tiểu hài tử cho dù giết người cũng sẽ không ngồi tù không cần gánh vác pháp luật trách nhiệm nếu như trần phàm lựa chọn đưa ra ánh sáng chuyện này ai áp bách ai cũng không nói chính xác được chuyện này trực tiếp bận rộn đến dạng sáng trần phàm hoạt động gân cốt một chút cầm lấy điện thoại di động xem xét phát hiện liễu như yên gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại hắn bị giam thành tĩnh âm không nghe thấy đương nhiên cho dù nghe được hắn cũng sẽ không đón, không muốn trước khi ngủ ảnh hưởng đến tâm tình. Trong hòm thư cũng là một đống tin nhắn lộn xộn, đều là tới nghe ngóng bát quái đấy, Trần Phàm đọc hết một lượt, sau đó đem di động ném qua một bên cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa đi. Một bên khác, Liễu Như Yên tuân thủ lời hứa cùng Cố Vũ, qua sinh nhật hôm nay xong mới rời đi. Rõ ràng một ngày cũng không làm chuyện gì, nhưng chỉ có mệt mỏi không chịu được, muốn nghỉ ngơi một lát thì nghỉ ngơi một chút, hết lần này tới lần khác lại ngủ không được. Liễu Như Yên ấn lên huyệt thái dương đã căng đau, liếc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ xe, sau đó, lấy điện thoại di động ra tiếp tục gọi điện thoại cho Trần Phạm, vẫn như cũ là không có người tiếp lời, âm thanh nhắc nhở lạnh như băng, người nghe tâm phiền Trần Phàm xảy ra chuyện gì vậy? Ban ngày đánh không thông còn có thể, giải thích nói hắn bận bịu làm trễ ni, nhưng giờ đã là dạng sáng rồi, có bận rộn hơn nữa cũng xong việc rồi. Đừng nói Trần Phàm đã ngủ, cho dù là nằm mơ, hắn cũng có thể nhận điện thoại của nàng. Tất cả phương thức liên lạc của cô đều nằm trong tay Trần Phàm, hình lý đều là quan tâm đặc biệt cao, có tiếng chuông chuyên môn của nàng, chuyên môn nhắc nhở, bất kể lúc nào đánh cho hắn, hắn đều sẽ lập tức kết nối, tùy gọi tùy đến, Đừng nói không điểm, 3 giờ sáng nàng đưa cho hắn, gọi điện thoại bảo hắn lái xe ra bên ngoài đón nàng ta. Hắn cũng không nói hai lời liền đứng dậy. Hôm nay cô đã gọi bốn cuộc điện thoại, Trần Phàm không có khả năng không thấy được, vậy chỉ có thể nói rõ. Hắn cố ý không nhận điện thoại của nàng, đều đã qua thời gian dài như vậy rồi, hắn còn chưa kịp nguôi giận, rốt cuộc hắn đang làm cái gì tiểu thư chúng ta đến dung thành rồi ngươi tính toán nên về nơi nào liễu như yên vốn định trước tiên sẽ nhận sai trước khi liễu ra nhận lỗi với ba bà nhưng bởi vì trần phàm vẫn luôn không nhận điện thoại của nàng nàng tâm phiền khí táo chỉ muốn chất vấn hắn ngay mặt ngươi một cái đại lão ra phải tiểu tính tình tính toán chi ly như vậy có thích hợp không nàng không phải là vắng mặt sao cũng không phải bỏ trốn cùng người ta đều chủ động kéo xuống mặt mũi tìm ngươi ngươi dựa vào cái điện thoại nào không trở về của ta mang theo một bụng lửa giận, Liễu Như Yên nói vị trí của tòa nhà trọ, cũng chính là ngôi nhà mà nàng và Trần Phàm ở chung, hành lang rất an tĩnh, thời điểm này phụ cận một người cũng không có, Liễu Như hôn không có cầm chìa khóa mở cửa mà trực tiếp ấn chung cửa, ấn vào nửa ngày bên trong cũng không có động tĩnh gì, Liễu Như Yên dẫm chân, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm đại môn, giống như muốn đem cánh cửa này đâm thủng một lỗ, nàng đã đến cửa rồi, ngay cả cửa cũng không mở một chút, một mực đi theo tài xế thấy nàng đang ở trên lửa giận làm rất cẩn thận từng ly từng tí nói tiểu thư có phải trần tiên sinh không có ở đây hay không sắc mặt liễu như yên chứng thực nếu không ở nơi này thì hắn có thể đi đâu chẳng lẽ lại trở về trần gia trần phàm không thích về trần gia ngày lễ ngày tết ít khi trở về bởi vì nơi đó căn bản không có chỗ cho hắn dung thân thật ra liễu như yên so với ai khác cũng như vậy hiểu rõ tình cảnh khó xử của trần phàm như thế nào nhưng nàng vẫn như cũ là ở hôm qua trường hợp trọng yếu như vậy bỏ lại hắn, để hắn trở thành một trò cười, bị cha mẹ trách mắng, Liễu Như yên im lặng một chút, sau đó, hắn tìm thấy một chiếc chìa khóa dự phòng dưới chậu hoa ở cửa, chìa khóa này là Trần Phàm chuẩn bị cho nàng ta, bởi vì nàng quên cầm chìa khóa, chìa khóa dự phòng để ở chỗ này đã rất lâu rồi, Liễu Như yên lại là lần đầu tiên dùng đến, mỗi lần về nhà, Trần Phàm hoặc là ở bên cạnh nàng, hoặc là ở nhà Nàng chỉ cần ấn ấn chung cửa, cửa có thể mở ra, Liễu Như Yên cầm chìa khóa mở cửa ra, trong phòng một mảnh đen kịt, theo ánh đèn chiếu sáng nhà vẫn là nhà ở một năm kia, nhưng cảm giác thờ ơ thiếu một chút gì đó, khắp nơi tràn ngập cảm giác không hài hòa, khiến người ta cảm thấy không thoải mái, Liễu Như Yên đầu tiên là phát hiện dây ngoài cửa thiếu mất, phòng bếp trống không, chén nước trên bàn không thấy nữa, ngay cả những cuốn sách và văn kiện trên giá sách cũng biến mất không biết còn tưởng rằng ăn trộm vào được người đang ngu dốt cũng phát hiện vấn đề liễu như yên vọt vào phòng ngủ của trần phàm nhìn thấy quần áo trong tủ rỗng tuyết nhìn tủ quần áo trống rỗng liễu như mụ sửng sốt một thời gian thật dài trần phàm làm sao có thể đi được hắn đi rồi còn trở về sao dĩ vãng lúc này đây trần phàm nếu không ngủ sẽ ngồi ở trên bàn máy tính xử lý công việc lúc không có việc gì làm hắn sẽ quét dọn nhà một lần một cái chi tiết ở góc nhỏ cũng không buông tha hắn làm đồ ăn rất ngon, nửa đêm nếu nàng đói bụng tìm hắn, khảo hư đến nữ hài tử phải bảo trì, vóc người hắn sẽ làm món ăn giảm béo cho nàng. Đều nói bữa ăn giảm béo rất khó ăn, nhưng Trần Phàm làm lại rất tốt, mỗi lần nàng đều có thể ăn hết, đồ dùng rửa mặt trong phòng rửa mặt cũng không còn. Bọn họ dùng ly, đôi dép lê, khăn mặt đều là Trần Phàm sớm chuẩn bị tốt, tất cả đều là đồ dùng tình lữ liễu như hôn cảm thấy đẹp mắt đến tận bây giờ vẫn chưa đổi hiện tại chỉ còn lại có chính nàng đặt ở trên tủ truyền hình vốn dĩ có một vật trang trí là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò ở đào tư quán đã nắn bóp vừa thả xuống chính là một năm mấy thứ này bình thường nàng căn bản sẽ không nhìn nhiều một chút thường xuyên không để ý đến nhưng khi không còn nữa chỉ cảm giác bỗng nhiên trở nên trọng yếu liễu như yên nhìn quanh một phòng trong phòng cuối cùng ở trong thùng rác thấy được một cái hộp giới chỉ nàng nhặt lên mở ra đó là chiếc nhẫn cầu hôn mà trần phàm đã chuẩn bị từ sớm nhưng bây giờ hắn ném đi liễu như yên dùng sức nắm chặt chiếc nhẫn trong tay không ăn một tiếng tài xế lộ vẻ lo lắng nhìn thấy ánh mắt liễu như yên đỏ hoe cũng không biết là tức giận hay là ủy khuất vốn tưởng rằng trần phàm ở trong tiệc đính hôn tuyên bố từ hôn chỉ là nhất thời xúc động qua vài giờ đồng hồ nữa là có thể tự điều tiết tốt không nghĩ tới hắn cư nhiên một tiếng không ăn dọn nhà xem ra từ hôn hắn là nghiêm túc không nghĩ tới một người bình thường an tĩnh như vậy làm việc cũng sẽ không lưu tình như vậy con thỏ gấp cũng sẽ cắn người huống chi người đâu tiểu thư chúng ta muốn ở chỗ nào liễu như yên vô cửu ngồi xuống không biết hắn ta đang làm gì trong đầu nàng đeo chiếc nhẫn kia lên ngón giữa sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho trần phàm lần nữa một lần không nhận liền đánh lần thứ hai hệ thống nhắc nhở là không có người tiếp lời chứng minh trần phàm còn chưa có kéo nàng vào tội tình điện thoại không thông lại gọi điện thoại video cuối cùng tại thời điểm nàng chuẩn bị đánh lần thứ bảy trần phàm cuối cùng nhận lấy chuyện gì trong giọng nói khàn khàn mang theo vẻ mệt mỏi liễu như yên vốn định há miệng mắng người nhưng nghe được thanh âm của hắn lời đến bên miệng lại nuốt xuống ngươi bây giờ ở nơi nào đã sắp 3 giờ 7 sáng rồi chẳng lẽ ngươi còn muốn tới tìm ta chẳng lẽ không phải ngươi tới tìm ta sao trần phàm thấy liễu như yên không có cắn tiếng nói tiếp ta đã ngủ có việc ngày mai nói liễu như yên ngây ngốc nhìn vào điện thoại di động đã đen xỉ của mình hắn cứ như vậy treo hắn sau khi kết thúc trò chuyện liễu như viện phản ứng lại thái độ của trần phàm vừa nãy khi nói chuyện với hình lạnh lùng đến mức nào quả thực giống như biến thành một người khác vậy nàng tức giận lại muốn gọi điện thoại như lần này đối phương trực tiếp tắt máy liễu như yên quay đầu nói với tài xế là đêm nay tôi sẽ ở đây ngươi trở về đi sau khi tài xế rời đi liễu như hôn gửi tin nhắn cho trần phàm để hắn sáng mai lại đây tìm nàng đêm nay liễu như yên ngủ rất không ngon lật qua lật lại trên giường Thật vất vả mới có buồn ngủ kết quả là trời sáng, Liễu Như Yên chịu đựng đau đầu đứng dậy, cầm lấy điện thoại di động xem 7 điểm, trong quá trình rửa mặt, nàng không ngừng xem điện thoại di động, muốn xem Trần Phàm có trả lời nàng hay không, nhưng vô luận nhìn bao nhiêu bức cũng không có. 8 giờ, Liễu Như Yên không nhịn được gọi điện thoại cho Trần Phàm, lúc này đây, Trần Phàm đón lấy rất nhanh, sự kiên nhẫn của Liễu Như Yên đã hao hết, giọng điệu rất hướng về ngươi khi nào thì tới đây, ta đang ăn điểm tâm ngươi muốn gặp ta thì nói đi đến quán cà phê nhà hình ra ở đường trung nhị cách ngươi không xa không phải bảo ngươi tới tìm ta sao trần phàm là ngươi muốn tìm ta nói chuyện không muốn nói thì thôi hôm nay so tài lo lắng trần phàm lại trực tiếp cúp máy giống như trước đó liễu như yên chỉ có thể ngăn chặn lửa giận cắn răng nói được vậy 9 giờ gặp nhau sau khi kết thúc trò chuyện liễu như yên trang điểm lại lại chọn cho mình một bộ váy đỏ đang khoe khoang để cho sắc mặt của mình thoạt nhìn tốt một chút nhìn thấy đã tám 50, nàng mới không chút hoang mang đi giày cao gót, sau đó gọi một chiếc xe đến quán cà phê. Lúc đi Trần Phạm đã đến nơi, trước mặt hắn đặt một ly cà phê. Ly cà phê vừa mới lên còn rất nóng, Trần Phạm bỏ hai gói đường vào trong cà phê, dùng thìa khuấy đảo, rõ ràng là động tác rất bình thường, cũng không biết vì sao, hắn làm cũng rất cảnh đẹp ý vui hôm nay trần phàm rất khác biệt chi ít so với bình thường càng hấp dẫn ánh mắt người ta hơn bước chân của liễu như mụ chậm lại đến gần xem xét phát hiện kiểu tóc của trần phàm cũng khác với lúc bình thường cái chán lộ ra ngoài ngũ quan càng có vẻ lập thể hơn khí sắc của hắn tốt hơn nàng nhiều vừa nhìn liền biết tối hôm qua ngủ rất ngon không bị ảnh hưởng chút nào trần phàm cũng nhìn thấy nàng ta nếu là trước đó hắn sẽ đứng dậy đi đến bên cạnh nàng chủ động kéo ghế để nàng ngồi xuống nhưng bây giờ, hắn bất động như núi ngồi yên, chỉ hơi hơi ngẩng đầu ra hiệu với nàng, lại lần nữa nhìn thấy Liễu Như Yên lúc còn trẻ tuổi, chân phàm có chút cảm khái, thì ra, lúc còn trẻ Liễu Như Yên đã như vậy rồi, cảm giác đã qua rất lâu rồi, Tế Nguyệt bất bại mỹ nhân, Liễu Như Yên đặc biệt được thời gian chiếu cố, kiếp trước nàng đã qua 50 tuổi, thoạt nhìn còn giống như người 30 tuổi, khi sắc tốt, vóc người thon thả, trên mặt cũng không thấy nếp nhăn, cũng không có tóc trắng, thân thể của nàng so với rất nhiều người trẻ tuổi đều tốt hơn, không giống hắn còn chưa về hưu đã chết rồi nghĩ đến đây suy nghĩ của trần phàm có chút bay xa kiếp trước hắn đã chết liễu như yên hẳn là rất nhanh sẽ gả cho cố vũ rồi nhỉ sau đó hai người bạch đầu giai lão trường mệnh trăm tuổi trần phàm người đối diện hô một tiếng kéo suy nghĩ của trần phàm trở về trần phàm lấy lại bình tĩnh trên mặt mang theo ý cười ngồi xuống muốn uống cái gì mà quét mã tự mình điểm mã Hắn rất hiền lành với Liễu Như Yên, đời trước hôn nhân mặc dù có rất nhiều chuyện không thoải mái, nhưng trên bản chất, hắn và Liễu Như Yên đều thuộc về vật hy sinh của cuộc kết thân này. Bọn họ tuy rằng không yêu nhau, nhưng cũng đi qua 30 năm dài đáng đáng, cũng coi như tương kính như tân. Hiện giờ hắn đối với Liễu Như Yên chưa nói tới chúc mừng cùng yêu thích, làm một người xa lạ quen thuộc cũng rất tốt. Tốt nhất là, hôm nay thoáng qua một cái, không cần có bất kỳ liên hệ nào, Liễu Như Yên chừng mắt nhìn hắn có thể thấy rõ ràng trong mắt nàng có tơ máu đỏ đôi mắt đỏ hoe giống như là bị ủy khuất rất lớn chẳng lẽ bởi vì hắn không mời nàng uống cà phê hẳn là sẽ không liễu như yên không thích ăn đồ đắng đây là lần đầu tiên quán cà phê này tới đây liễu như yên kén ăn nếu như cho nàng một chút khó uống tâm tình của nàng sẽ càng kém hơn liễu như yên ngồi xuống nhìn trần phàm chất vấn ngươi không có gì muốn bàn giao với ta sao giao phó cái gì vì sao bỗng nhiên dọn nhà ta đều đã từ hôn ở cùng nhau không tốt lắm đâu nhỉ Liễu Như Viện không thể tin, dơ cao giọng nói, anh muốn từ hôn với tôi. Trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời này, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Trần Phàm cười nói, tối hôm qua hot search ta thấy rồi, ngươi và cô Vũ lưỡng tình tương duyệt vì hắn vắng mặt đính hôn, còn cùng hắn qua sinh nhật, ta tin tưởng tình cảm của ngươi đối với hắn. Cho nên không miễn cưỡng ngươi, dù sao hôn nhân là chuyện của hai người, e rằng cưỡng ép làm thông gia sẽ không hạnh phúc. Nghe đến đây, lông mày vốn chặt của Liễu Như Yên đã nới lỏng ra, "Nếu như ngươi bởi vì Cố Vũ mới tức giận cùng ta, vậy ta có thể giải thích cho hắn, hôm qua ta không phải cố ý kẹp đi cùng Cố Vũ mừng sinh nhật sao? Là hắn quay phim bị thương, người quản lý của Viên Alan nói cho tôi biết anh ta bị thương rất nghiêm trọng, 88 ta là sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn không thể vãn hồi." Trần Phàm độ đính hôn của chúng ta có thể an bài khác, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực. Liễu gia có thể giải quyết, nếu như ngươi cần đền bù tổn thất, cũng có thể nói, ta có thể thỏa mãn. Lời đều đã nói đến mức này rồi, Trần Phàm là nam nhân thì không nên tiếp tục so đo. Liễu như yên đây là đang cúi đầu với hắn, nhưng trẻ quý hiếm, Trần Phàm ngoài ý muốn nhíu mày, sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ. Lời nói ta đã nói rất rõ ràng, giữa chúng ta không có cảm tình. Nếu như ngươi chỉ đơn thuần muốn tìm một người kết thông gia, tìm người khác đi, hoạt âm vừa dứt, Trần Phàm nhìn thấy sắc mặt Liễu Như Yên trong nháy mắt trầm xuống, đen giống như là có thể nhỏ ra nước, cái gì gọi là giữa chúng ta không có cảm tình, ngươi thích ta, chuyện này, ta thích, người nào không biết, chân Phàm lắc lắc đầu, thích và Như Yên đã là chuyện rất xa xưa rồi, hắn đã sớm quên cảm giác đó rồi, hắn bỗng nhiên thay đổi có thể là làm cho Liễu Như Mụ rất không thích ứng, chân Phàm cảm thấy cần phải nói rõ ràng với nàng, để tránh sau này phát sinh hiểu lầm, đã không còn thích nữa, chuyện từ hôn tùy ngươi an bài thế nào, chúng ta tụ họp hòa tan a à, trần phàm nghe liễu như yên kia hiệp đạm môi không cười lạnh trào phúng nàng cao cao tại thượng nhìn hắn phảng phất hắn là một tiểu hài tử vô lý buồn bực mấy chục năm làm bạn trần phàm biết giờ phút này liễu như hôn đã tức giận đến mức tận cùng rồi giáo dưỡng từ nhỏ đến lớn liễu như yên dù tức giận cũng sẽ không giống to kêu to nhất là ở bên ngoài trần phàm ngươi muốn từ hôn với ta vậy ngươi nghĩ tới cha mẹ ngươi rồi có nghĩ tới những sinh ý kia của trần gia không hôn nhân không phải trò đùa sinh ra ở loại gia đình như chúng ta đàm luận tình cảm rất rẻ mạt ta là không thích ngươi nhưng đừng quên là trần gia các ngươi cầu cùng liễu gia thông gia ngươi cũng đừng quên lúc trước là ai giống như con chó quỷ vòng quanh ta đuổi cũng đuổi không đi hiện tại đã ký hợp đồng rồi mảnh cưới thử tiền cho, sân bãi của tiệc cưới cũng đã được sắp xếp xong xuôi, ngay cả thiếp mời cũng phát ra ngoài. Ngươi nói từ hôn thì từ hôn đi, ngươi cho rằng liễu gia ta dễ bắt nạt sao, ngươi có tin hay không, hôm nay ta có thể khiến cha ta giải thị đối với tất cả đầu tư của nhà các ngươi, để cho các ngươi ở dung thành không thể tiếp tục chờ đợi. Trần Phàm vốn định ôn hòa nói chuyện với nàng, là liễu như yên không muốn giữ lại thể diện, cũng đúng, hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn, liễu như yên không coi hắn là bạn trai càng không có đem hắn coi là vị hôn phu nàng chỉ coi hắn là một người tùy tiện gọi đến lừa nàng vui vẻ người công cụ cung cấp cho nàng tiện lợi hiện tại chẳng qua là triệt để xé mở tầng ngụy trang kia nếu như trần phàm chỉ là trần phàm 20 tuổi nghe nàng nói xong những lời này có lẽ sẽ phá vỡ phòng ngự ta đã đoạn tuyệt quan hệ với trần gia các ngươi đem tiền cho ai thì tìm người đó. Liễu như yên, ta đã nói đến mức này rồi, cho nhau một cái thể diện đi. Nếu như ngươi nhất định phải thông gia với Trần Gia, ta ngược lại là có một ý kiến hay. Ngươi để bọn hắn thu dưỡng cố vũ, như vậy các ngươi có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Không chỉ có thể nói chuyện tình cảm, còn có thể tiếp tục đàm luận lợi ích. Ngươi cũng đừng nghĩ dùng cái gì đến uy hiếp ta. Một mình ta thật không có gì phải cố kỵ. Liễu ra các ngươi ra đại nghiệp đại, muốn cho ta sống không nổi, ta đích xác vô lực phản kháng, nhưng ở Dung Thành không thể tiếp tục chờ đợi, ta có thể đi thành thị khác, địa phương khác không thể ở được, ta xuất quốc liền, thế giới lớn như vậy, ta không tin liễu ra các ngươi có thể một tay che trời. Trần Phàm thu hồi nụ cười trên mặt, hắn là một người hơn 50 tuổi, chẳng lẽ còn sợ một tiểu cô nương chừng 20 tuổi. Kiếp trước Trần Phàm tiếp quản tất cả thương nghiệp của Trần Gia, cùng với phụ trách liễu gia, giá trị con người ngàn ước, người có ớt tức hơn nữa cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Trần Phàm đã ở vị trí cao từ lâu, cũng có thể không giận tự uy, Hắn nói xong, lại lung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng ngắc tái nhật của Liễu Như Yên. Ngươi nói ta là hoàng cẩu, nhưng chó thích gì cái gì, đừng có mà mắng mình vào đó. Ba năm qua, Trần Phàm ta không làm ngươi thất vọng, ngẫm lại ta đối với ngươi xác thực là dụng tâm lương khổ. Đừng ép ta đến tuyệt lộ, trẻ muốn ép tôi. Anh nóng này, đến lúc đó cá chết lưới rách ta không dễ chịu, hình tất cả mọi người đừng hòng dễ chịu, ta dám từ hôn, vậy chứng minh ta không hề có ý nghĩ không an phận với ngươi, nếu như còn có, ta chết không có chỗ chôn ngươi cũng nên đau một chút, sạch bạch lưu loát chút ít, liễu đại tiểu thư ngươi, có rất nhiều người yêu thương, không thiếu ta, đừng nghĩ ta nợ ngươi, phải quỳ liếm ngươi cả một đời, nói xong lời này, Trần Phàm bưng cà phê trước mặt lên uống một ngụm, sau đó đứng lên, tính tiền rồi rời đi, liễu như yên đã ở bên bờ vực phòng ngự, nàng toàn thân phát run, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối sầm lại không khí đều trở nên bén nhọn mỗi lần hô hấp đều đặng dừng lại ngực liền đau dữ dội cơn giận trong thân thể hắn ta tràn ra khắp cơ thể thiếu chút nữa xông lên làm thần kinh của nàng đứt đoạn cả người nàng đều nhũ ra thiếu chút nữa ngã xuống ghế nàng cho rằng nàng đủ hiểu rõ trần phàm nhưng nàng không ngờ trần phàm lại có một mặt lãnh khốc vô tình như thế hắn tựa như biến thành một người khác trong mắt không còn nhu tình với nàng nữa tại sao có thể như vậy Trần Phàm là cố ý làm bộ làm tịch, có phải hắn đang lạt mềm buộc chặt hay không? Vì hấp dẫn lực chú ý của nàng nói như vậy, nàng không tin Trần Phàm thật sự muốn phân rõ quan hệ với nàng. Liễu Như Hôn muốn đứng dậy đuổi theo hắn, nhưng cố tình vào lúc này hai cái chân mềm mại lợi hại, mắt thấy Trần Phàm sắp đi xa, Liễu Như yên cứng cổ nói Trần Phàm, ngươi cho rằng ta không có ngươi không thể sao? Rời khỏi ta, ngươi chẳng là cái thá gì cả, ngươi sẽ hối hận. Chiếc hộp này, có một ngày ngươi sẽ nhận rõ hiện thực, không nhận rõ người hiện thực đến cùng là ai, coi hắn rất đê tiện sao, nói cũng đã nói đến mức này rồi, làm sao có thể còn có đường quay đầu, Trần Phàm không vì nàng mà dừng lại, càng không có quay đầu lại, trực tiếp liền đi rồi, người trong quán cà phê tò mò nhìn về phía bên này, Liễu Như Yên cúi đầu xuống, nàng nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa tay phải mình, từ lúc ngồi xuống đến giờ cũng phải 10 phút chứ, tay của nàng vẫn đặt trên bàn chiếc nhẫn rõ ràng như vậy mà trần phàm cũng không phát hiện ra có lẽ phát hiện cũng không nhìn giờ này khác này liễu như yên cảm thấy nàng ta giống như một thằng hề nàng không chế mình đừng để bị nứt vỡ đừng ở bên ngoài gây ra chuyện cười hốc mắt nóng lên cái mũi cay cay không phải nàng ta buồn vì trần phàm rời đi nàng cảm thấy khuất nhục nàng cũng không muốn xuống mặt chủ động giữ lại đoạn quan hệ này vì sao hắn nhất định phải làm khó nàng còn nói nhiều lời như vậy để làm nhục nàng liễu như yên dùng sức lấy nhẫn xuống muốn ném nó đi, nhưng khi cô đối diện với thùng rác, cô lại cứng đờ, nàng cắn môi, nhìn về phía giới chỉ trong tay, trong máu như cất dấu kim châm, từng châm từng châm đâm vào trong thân thể, không đau, nhưng cả người không thoải mái, người xung quanh đều nói Trần Phàm là chó liếm của nàng không có nàng căn bản không được, dần dần, nàng cũng chậm rãi coi Trần Phàm là một con chó già, nàng tán đồng cách nhìn của những người xung quanh, sau khi ở chung với Trần Phàm, nàng mới chính thức tiếp nhận vị hôn phu này, cũng coi hắn là tất cả mọi thứ của mình, bởi vậy nàng chưa từng nghĩ tới Trần Phàm sẽ có một ngày rời khỏi nàng, tựa như khi còn bé thu thập đồ chơi, chơi chán rồi đều là phần nàng ta ném đi, hộp không thể là đồ chơi không cần nàng, Liễu Như Yên không phân biệt được cảm nhận của nàng lúc này đại biểu cho cái gì, nàng vẫn như cũ bảo trì hoài nghi không tin trần phàm tân có thể đoạn tuyệt quan hệ với trần gia trần phàm không thích nàng ta còn có thể hiểu được nhưng hắn tuyệt đối không thể không quan tâm đến cha mẹ hắn lần này nàng nghĩ thông suốt nàng chuẩn bị không đếm xỉa đến trần phàm mấy ngày dù cho hắn bị cha mẹ đè xuống đất quỳ gối nàng cũng sẽ không nhìn hắn một cái càng sẽ không cầu tình cho hắn hiện tại hắn có bao nhiêu làm sau đó sẽ có bao nhiêu buồn cười liễu như yên tự điều tiết một chút rất nhanh lại biến trở về đại tiểu thư cao cao tại thượng kia trần phàm uống một ly cà phê tinh thần cả người run lên Hôm nay hắn rất bận rộn, ngoại trừ gặp Liễu Như Yên, giữa trưa hắn còn hẹn gặp luật sư, luật sư là bạn hắn quen biết lúc còn học đại học, tên của hắn là Tống Luật, hắn và Tống Luật quan hệ cũng không tệ lắm, hôm qua trên yến hội đính hôn hắn cũng ở đây, Trần Phàm tìm một quán đồ ăn xuyên đặt một gian phòng riêng, hai người hẹn thời gian gặp mặt, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, hôm qua nghe được Trần Phàm tuyên bố từ hôn trước mặt mọi người, hắn cũng giữ thái độ hoài nghi, bởi vậy vừa ngồi xuống, Tống Luật liền hỏi hắn ngươi thật sự muốn từ hôn với Liễu Như Yên sao? không phải để ý hành động theo cảm tính. Chuyện từ hôn, ta đã nói rõ ràng với Liễu Như Yên rồi, thái độ gì cũng không có nhanh bằng chứng minh hành động thực tế. Tống luật có chút thở dài nói, ta cảm giác ngươi rất thích Liễu Như Yên, vừa đính hôn đã muốn từ hôn, chuyển ngược quá nhanh, một lát ta không nghĩ ra được. Trần Phàm lúc còn học đại học đã quen biết Liễu Như Yên, hắn luôn luôn tuân thủ nội quy trường học, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn leo tường trốn học, đêm khuya không về ký túc xá đều là bởi vì Liễu Như Yên, người đuổi theo 3 năm, Thật vất vả chịu đựng đến đính hôn nói như thế nào không cần thì không cần, chuyện tình cảm có thể gác qua một bên, nhưng hai nhà liên lưu chậu sắc làm sao chia được, Trần Phàm rất thích Liễu Như Yên, nếu như chỉ là vì thông gia, căn bản không làm được cái tình trạng kia, chỉ là dù yêu thích sâu hơn nữa cũng sẽ có một ngày hao hết, phải biết rằng, một chén nước nóng không phải bỗng nhiên nguội lạnh, trên mặt Trần Phàm không tìm ra một tia thất vọng, có lẽ cuối cùng thất vọng chính là thoải mái, nàng có người nàng thích, nếu như đem hôn nhân so sánh làm mộ phần cơ hôn nhân bị cưỡng ép vặn vẹo chính là bãi tha ma tống luật hỏi trên mạng liên quan đến cô và ngôi sao hình là thật trần phàm không nhiều lời ừ một tiếng tuy nói không thể tin hoàn toàn chuyện trên mạng nhưng trần phàm chính miệng thừa nhận thực chất thì không giống nhau cũng khó trách ngày hôm qua hắn tức đến muốn từ hôn đều đính hôn rồi còn đào hôn đi bồi nam nhân khác đại tiểu thư như vậy lấy về là chuẩn bị thêm chút màu sắc cho cuộc sống sao Tống luật há to miệng, muốn nói chút tiếng bếp trưởng, nhưng thật sự không nói nên lời. Từ hôn cũng tốt, nữ nhân như vậy không thể trêu chọc nổi. Nhưng cha mẹ ngươi đồng ý sao? Đây chính là chuyện tiếp theo ta muốn ủy thác ngươi. Ta định cùng Trần Gia thoát ly quan hệ, ngươi giúp ta một phần hiệp nghị. Tối hôm qua Trần Phàm ở trên mạng trưng cầu ý kiến của các luật sư khác, muốn thoát ly quan hệ pháp luật với cha mẹ ruột là không cho phép, nhưng có thể cắt đứt lui tới. Đại khái là đợi đến khi bọn họ 60 tuổi sẽ cho chút tiền bồi dưỡng, chỉ có mấy trăm đồng tiền kia, có lẽ bọn họ còn không hiếm lạ gì, khó khăn chính là ở chỗ làm sao kiếm tiền. Không giống như ly hôn náo loạn, còn có thể ly hôn tài sản, giữa phụ tử mẫu tử làm gì có tài sản để chia nguyện ý cho ngươi mới có, không muốn thì sớm quy hoạch tốt di sản, nháo băng, trực tiếp đuổi ngươi ra khỏi nhà, để ngươi một phân tiền cũng không lấy được, hào môn giống như trần gia, dù cho đã đi xuống dốc rồi, tài sản lưu động cũng hơn trăm triệu, một doanh nghiệp lớn như vậy, hắn không muốn kế thừa, không muốn chia ly cho đẹp, ta không muốn tài sản, một phân tiền cũng không muốn, nếu muốn thoát ly, vậy hắn sẽ không nhớ thương tài sản của trần gia. Kiếp trước hắn kế thừa những tài sản này, mỗi ngày đều chịu mệt nhọc, tiền thì có rồi, nhưng thân thể cũng không còn còn chưa hưởng thụ đã chết rồi. Bởi vậy, Trần Phàm thật sự không thèm cái gọi là quyền thừa kế. Nhiều tài sản như vậy nói không lấy là không lấy. Trần Phàm quyết đoán nói không cần, đủ tùy hứng. Đối với việc này tống luật không lời nào để nói, chỉ có thể thầm chửi Trần Phàm ngu ngốc. Nếu đổi lại là hắn, hắn liền nén giận. Dù sao liễu như yên cũng không có ngoại lệ, coi như hiện tại không yêu. Nhưng không chừng sau khi kết hôn sẽ lâu ngày sinh tình. Đến lúc đó tiền và lão bà đều có, ngẫm lại liền vui vẻ đây là chuyện của trần phàm tống luật cũng không tiện khuyên bảo dù sao mỗi người ý tưởng khác nhau tống luật lấy laptop ra rất nhanh liền định ra hiệp nghị ngươi xem như vậy có được không còn có muốn bổ sung hay không cứ như vậy đi trần phàm là nhìn hắn nghĩ ra không tìm ra sơ hở nào in ấn đi ra là có thể lấy về cho cha mẹ ngươi ký tên rồi sao bây giờ ngươi còn có thể đổi ý chờ bọn họ ký xong chữ còn muốn đổi ý thì khó khăn đầu tiên là mất mặt mũi tống luật lo lắng hắn miệng nói một đằng tâm phi nhưng hắn là quyết tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ với những người này càng nhanh càng tốt hắn đã không thể chờ đợi được nữa rời khỏi trần gia đời này hắn sống vì mình ít nhất có thể sống đến lương hưu ta sẽ không đổi ý khuyên cũng khuyên rồi lợi và hại trong đó tống luật cũng lần lượt nói rõ ràng có nghe hay không tùy hắn dù sao hắn cũng kiếm được chút ủy thác vàng cơm nước xong xuôi trần phàm đi theo tống luật đến văn phòng ký thư ủy thác rồi Trần Phạm một khắc cũng không muốn dừng lại, hiệp nghị còn chưa in ra, hắn liền lấy điện thoại di động ra, thả Trần Quốc Sinh từ trong sổ đen ra, gọi điện thoại qua, Trần Quốc Sinh nhận được điện thoại, còn tưởng rằng Trần Phạm đã nghĩ thông suốt rồi, chủ động gọi điện thoại cho hắn là tới nhận sai khoản tiền nạp, ai biết vừa kết nối lại, chỉ nghe Trần Phạm hỏi, ngươi có ở nhà không, ta tìm ngươi có việc, một đêm trôi qua, biết sai, Trần Quốc Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó, tự nói với mình, ta và mẹ ngươi đều thương lượng xong rồi, ngươi chuẩn bị mấy món lễ vật cùng đi với chúng ta đến Liễu gia, ngươi cũng đừng đi vào, quỳ gối trước cửa lớn Liễu gia nhận sai, chịu đòn nhận tội, liền nói ngươi ngày hôm qua là nhất thời xúc động, đầu óc không tỉnh táo mới nói muốn từ hôn, trước tiên phải được Liễu thúc thúc của ngươi tha thứ đã, sau đó lại hảo hảo dỗ dành Liễu Như viện, nhận rõ địa vị của mình, cho thấy thái độ cùng tình yêu của mình. Trần Phàm nghe xong không nhịn được nữa, trực tiếp cắt ngang Trần Tiên Sinh của hắn, Ngươi giống như hiểu lầm cái gì rồi, hôm nay ta tìm ngươi tới là muốn đoạn tuyệt quan hệ với các ngươi, mà không phải tiếp tục làm chó. Điện thoại mở rộng ra yên tĩnh vài giây, như là bỗng nhiên xuất hiện khựng lại, một lúc lâu sau mới lại phát ra tiếng động. Ngươi nói cái gì? Hôm qua không phải các ngươi nói, muốn từ hôn trước hết cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ sao? Hiệp nghị này tôi đã bảo luật sư in ra rồi, bây giờ ta đi tìm các ngươi, các ngươi ký tên là được. Trần Phạm, ngươi có biết hay không? ngươi đang nói cái gì ta nói là nói tiếng người đương nhiên biết ta đang nói cái gì hay là nói ngươi nghe không hiểu trong điện thoại truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của trần quốc sinh xương cốt của trần phàm ngươi đã giải ra rồi dám nói chuyện với ta như vậy sao xương cốt có cứng hay không hắn không biết nhưng cái mạng này của hắn là rất cứng đấy dù sao cũng là người từng chết một lần rồi hôm qua ta cũng nói chuyện với ngươi như vậy đấy nếu ngươi không thích nghe đợi chúng ta đoạn tuyệt quan hệ rồi ngươi không còn nghe thấy nữa trần quốc nổi trận lôi đình tức giận đến nổ phổi, ở trong điện thoại di động chửi bậy, băng vào thanh âm, Trần Phàm có thể tưởng tượng được nước bọt phun ra có bao xa. Trần Quốc sinh năm nay 50 tuổi, đã qua hơn phân nửa sinh mệnh, kiếp trước Trần Quốc sinh sống đến 70 tuổi, tuổi này mà người bình thường thì không tính là trường thọ, nhưng ít ra tốt hơn so với hắn sau khi tiếp nhận tất cả sinh ý của Trần Gia. Trần Quốc sinh liền lui khỏi vị trí chủ tịch, hắn không quản chuyện gì, nhưng quyền lợi trong tay vẫn rất lớn như cũ. Sau 60 tuổi, hắn đi từng địa phương du lịch, lúc không có việc gì làm thì câu cá nuôi hoa đi, thời gian trôi qua tương đối tự tại, thậm chí còn có thời gian đón Tiểu Tam ở bên ngoài về nuôi dưỡng. Lưu Như chính là bị Tiểu Tam làm tức chết, lúc chết còn rất trẻ tuổi. Lại nói tiếp, Trần Quốc sinh ra quỹ đạo chính là chuyện phát sinh trong mấy năm nay, Trần Phàm sẽ trải qua, cho rằng nó sẽ đi qua. Trần gia vì tư lợi riêng, nhưng Trần Quốc sinh và Lưu Như ít nhất là yêu nhau, sau đó biết rõ là hắn suy nghĩ nhiều, người vì tư lợi thì vĩnh viễn yêu chính mình, làm sao có thể đi yêu người khác hai giờ chiều ta dẫn luật sư đến nhà họ trần nói xong trần phàm liền quyết đoán cúp cuộc gọi tống luật ở bên cạnh nghe từ đầu đến cuối tất cả những chuyện cảm thấy hoang mang đều được giải thích cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao trần phàm vội vã muốn thoát ly trần ra nghe một chút trần quốc sinh nói lời gì ngay cả tôn trọng tối thiểu nhất đối với hải tử cũng không có quả thực chính là đem người ta coi như chó giáo huấn cũng may trần phàm không bị ảnh hưởng an ủi rất thông khoái hai ngày nay trần phàm lại đánh vỡ ấn tượng cố hữu hắn sắp không nhận ra hắn rồi Trần Phàm cúp điện thoại quay người lại, thấy Tống Luật ngơ ngác nhìn hắn, nghĩ nghĩ, giải thích cho hắn ta phải chọc giận hắn ta một chút, ta sợ hắn đến lúc đó không đồng ý, huynh đệ, ngươi đã thành công rồi, ngươi chọc hắn nóng này, không sợ sau này hắn nhằm vào ngươi sao? Trần Phàm không nhanh không chậm đón cho mình, chén nước nóng uống ta không có chọc hắn gấp, hắn cũng sẽ nhằm vào ta, cũng đúng, chỉ là để cho Trần Phàm còn nuôi dưỡng chút tiền này đã đủ thái quá rồi, 300 triệu, bán Trần Phàm đi còn không gom đủ, nếu Trần Quốc Sinh liều mạng với số tiền kia, đến lúc đó còn phải kiện cáo lên quan tòa. Tống luật chỉnh lý tư liệu xong, buổi chiều một chút, hai người lái xe thẳng tới Trần gia, Trần Quốc Sinh cùng Lưu Như đều ở đây, Lưu Như vừa thấy Trần Phàm liền trở nên cuồng loạn, gào thét sớm biết ngươi trở nên không nghe lời như vậy, lúc trước ta nên dìm chết đuối ngươi, năm tuổi hại chết muội muội ruột của ngươi hiện tại lại đến hại gia đình ta phế đi nửa cái mạng để sinh ngươi ra cực cực khổ khổ bồi dưỡng ngươi ngươi chính là như vậy báo đáp cha mẹ cái tên tội phạm giết người này ngươi giết chết muội muội của mình ngươi muốn cả đời ở trần gia chuộc tội cho nàng âm thanh bén nhọn chói tai giống như móng tay cạo qua bảng đen người thời nay sởn tóc gáy tống luật lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này không khỏi lui về sau một bước hắn lo lắng nhìn về phía trần phàm lại phát hiện sắc mặt hắn khô tĩnh chỉ cần trần phàm không nghe lời ý đồ phản kháng lưu như sẽ nổi điên dùng lời nói ác độc nhất nguyền rủa hắn ta đạo đức bắt cóc hắn trần phàm sợ hãi trở lại cái nhà này sợ hãi đối mặt với dạng mẹ này nhưng hắn lại không thể không đối mặt kiếp trước trần phàm tự mình tẩy não cho rằng cái nhà này cần hắn lưu như thỉnh thoảng nổi điên chỉ như vậy đánh hắn thoá mạ hắn ta bai chú hắn sau khi phát tiết trên người hắn ta xong nàng có thể khôi phục bình thường sẽ không thương tổn chính nàng hắn quá không nghe lời ta muốn giết hắn tốt ta giúp ngươi ta muốn hắn hạ lộ hắn chính là tội phạm giết người đúng vậy ngươi nói không sai hắn là tội phạm giết người hắn không xứng làm con của chúng ta chúng ta không thể yêu hắn ta hắn hẳn là nên cho bọn ta thứ nhỏ có thể chuộc tội trước đây ta đã không yêu hắn rồi hiện tại hắn không nghe lời chúng ta hắn có phải hay không muốn hủy nhà của chúng ta hắn đã từng hủy một lần trần quốc sinh ra cực kỳ ôn nhu an ủi nàng sẽ không có ta ở đây ta sẽ bảo vệ nhà của chúng ta người điên nói ra lời nói không có bất kỳ logic nào nhưng những lời này đều là từ trong lòng nàng nói ra vừa nghĩ tới trần phàm lớn lên trong hoàn cảnh như vậy cống luật liền lưng phát lại trước đó hắn còn không đồng ý để hắn rời nhà đi hiện tại hận không thể cho trần phàm một đôi cánh đây tính là nhà gì a à? đây quả thực là một cái bệnh viện tâm thần là một lò sát sinh, hắn đã trải qua bao nhiêu mới có thể có hôm nay mặt không đổi sắc. Những lời tương tự như vậy Trần Phàm đã nghe rất nhiều, tiếp tục ở trong nhà này, hắn chính là một tội phạm, hắn không xứng làm người sống sót, hắn chỉ có thể làm chó. Ý nghĩa tồn tại chính là khi bọn hắn không vui, hắn tản ngược ra, để cho bọn họ cầm đao, từng đao từng đao đâm xuyên tim hắn. Lưu Như cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn trà muốn đập Trần Phàm, thứ này nếu nện lên đầu, đầu như nở hoa trần phàm không trốn cũng không trốn liền nói câu 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 nhìn chằm chằm đường nữ sĩ của nàng ngươi có chắc mình sẽ nổi điên trước mặt luật sư không hôm nay ngươi dám động thủ với ta ta mà dám báo cảnh sát ủy thác luật sư trực tiếp lập án trần quốc sinh ôm chặt lưu như đều là vì mẹ con mới sinh bệnh đấy ngươi chọc giận nàng như vậy có phải nhìn nàng triệt để điên rồi ngươi mới vui vẻ hay không tôi nói rồi nàng có bệnh thì nên đi bệnh viện mà không phải mượn bệnh muốn làm gì thì làm lưu như trừng mắt nhìn trần phàm ngươi mắng ta là bệnh tâm thần căn bệnh của mạnh kiều sâm ngươi hẳn là rất quen thuộc lời này nhìn như là trả lời lưu như nhưng trần phàm nhìn trần quốc sinh trần quốc sinh rõ ràng sửng sốt một chút ánh mắt nhìn về phía trần phàm càng thêm bối rối trần tiên sinh chuyện kế tiếp ta muốn một mình nói chuyện với ngươi nếu như hắn cự tuyệt Vậy hắn không ngại trước mặt mọi người sốc lên chuyện xấu này. Trần Quốc Sinh đã không còn sự thong dong tự tin lúc trước. Hắn chấn an thê tử một chút, lăng ở bên tai nàng ôn thanh nhỏ nhẹ an ủi người ngoài nhìn thấy một màn này còn rất tốt đẹp cho dù vợ của mình có bệnh hắn cũng vẫn yêu nàng như cũ có người bệnh giả trang lâu rồi ngay khi có thì đã có trần quốc sinh dẫn lưu như đến phòng ngủ cho người hầu nhìn sau đó gọi trần phàm đi thư phòng trần phàm nhìn tống luật đang có chút câu nệ dùng ánh mắt nói cho hắn biết không có việc gì lúc ở trên đường trần phàm cũng đã nói qua tất cả đều sẽ rất thuận lợi cũng không biết hắn có nắm chắc vẫn là quá mức tự tin nhưng tống luật vẫn lựa chọn tin tưởng hắn tiến vào thư phòng trần phàm bình tĩnh ung dung lấy ra hiệp nghị trần ra bất kỳ vật gì ta cũng không cần không thành vấn đề thì ký tên đi trần quốc sinh không bị ảnh hưởng ngồi trên ghế ông chủ đốt một điếu thuốc lá sau đó mở ngăn kéo lấy sổ sách ra ta đã nói ngươi muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta trước tiên trả tiền lại cho hắn Hắn không tin Trần Phàm có thể lấy ra 300 triệu, hình ba ức không chỉ có phí nuôi dưỡng, ngay cả lỗ vốn năm gần đây sau khi hắn vào công ty cũng đổ lên đầu hắn, quả thực vô liêm sỉ. Nhìn thấy những điều khoản chi tiết này, Trần Phàm tức giận làm Trần Tiên Sinh vui vẻ, "Không phải ta thương lượng với ngươi, ta đang muốn thông báo cho ngươi, từ 6 tuổi, ta đã sống cùng bà nội, ta là người được nàng nuôi nấng 18 tuổi, cũng không biết ngươi lấy mặt mũi gì mà muốn ta trả lại 300 triệu?" Những món nợ này rốt cuộc là làm sao ra được, chỉ có chính ngươi rõ ràng, ngươi cũng đừng cùng ta tán dóc những cái kia, trẻ muốn chọc giận tôi. Anh muốn chọc giận tôi, ta muốn giết chết đường nữ sĩ giết chết con gái nhỏ của ta, chuyện để đại nhi tử cõng nồi bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, cùng cha mẹ ác độc, Trần Quốc Sinh có chút ngồi không yên, ngươi có chứng cứ không, ngươi dám nói như vậy, 7 năm qua đi, năm đó Trần Phàm bất quá 5 tuổi, ký ức mơ hồ như vậy thì có thể có chứng cứ gì? vậy các ngươi sẽ nói ta là tội phạm giết người lúc đó các ngươi có chứng cứ không mẹ ngươi a à, người hầu trong nhà cũng nhìn thấy được vậy xin hỏi cô chắn bảo hộ cao 12 mét một đứa trẻ 5 tuổi còn chưa tới một mét làm sao có thể ném hài tử 3 tuổi xuống lầu được trần phàm cười lạnh nói phát lên trên mạng đi tin tưởng rất nhiều cư dân mạng sẽ giúp ta giải thích trần quốc sinh bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên mắt bẩn muốn nứt ra muốn thông qua khí thế áp đảo hắn, trong quan hệ con ruột, cha mẹ là địa vị cường thế tuyệt đối, quyền lực tuyệt đối có nghĩa là độc tài tuyệt đối, dù cho biết rõ mình sai lầm rồi, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Đối với Trần Phàm, Trần Quốc sinh theo thói quen tạo áp lực, đả kích, giáo dục theo kiểu côn bổng. Trong mắt hắn ta, người này là ai? Nhi tử không phải nhi tử, càng giống như là công cụ dùng tốt. Trần Phàm 55 tuổi đã sớm thông qua hiện tượng thấy rõ bản chất, lại nói tiếp: Hiện tại tâm lý của hắn so với Trần Quốc Sinh còn lớn tuổi hơn. Trần Phàm tiếp tục nói một người mẹ ở tuổi nhỏ. Con gái sau khi bị thương nặng không vội gọi điện thoại cấp cứu, ngược lại tóm lấy con của mình kêu đánh kêu mắng. Con nhất định phải chờ trượng phu của mình. Về rồi mới đưa con gái đi bệnh viện, lầu hai cách mặt đất 5 mét, phía dưới là bãi cỏ. Từ trên lầu té xuống không nhất định sẽ chết ngay tại chỗ, rất có thể là do mất máu quá nhiều nên bỏ lỡ thời gian cứu chữa. Làm người giám hộ duy nhất tại chỗ, mẫu thân không kiểm điểm lỗi lầm của mình, ngược lại đi trách một đứa nhỏ 5 tuổi, luôn miệng mắng hắn là tội phạm giết người, là ác ma, điều này bình thường sao? Đến làm ngươi, một người làm cha, lại cố ý cường điệu là ta giết chết muội muội của mình, để cho một mình ta đi đối mặt cảnh sát thẩm vấn, thúc ép ta nhận tội, vì có thể tốt hơn nắm bắt ta càng là quanh năm bắt chước đạo đức đối với ta trần quốc sinh cũng không cách nào duy trì uy nghiêm cao cao tại thượng của hắn hắn bắt đầu run rẩy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trong ánh mắt càng xuất hiện bối rối hắn nhìn thẳng vào mắt trần phàm đó là đôi mắt như thế nào giống như vực sâu màu đen đang nhìn ngươi chăm chú ý đồ đem ngươi kéo vào trong trần quốc sinh theo đường phía sau một chút hắn bối rối vị bàn đây chỉ là phỏng đoán của ngươi phải không trần phàm lấy điện thoại di động ra điều tra một phần, báo cáo xong đẩy tới dưới mí mắt Trần Quốc Sinh. Trần Quốc Sinh định nhãn vừa nhìn, đây là một phần liên quan đến Lưu Như, báo cáo kiểm tra trong bệnh viện tâm thần. Trinh tổng hợp của Mạnh Kiều Sâm là một loại tâm lý biến thái cực đoan, phát nhiều mẹ của đứa nhỏ, vì để thu được sự chú ý và đồng tình của những người xung quanh, sẽ cố ý tổn thương ngược đãi con của mình, thậm chí là giết chết hài tử. Nàng quá yêu người rồi, sau khi sinh hạ nữ nhi xong, bà cảm thấy con gái mình vừa mới chiếm được sự quan tâm của ông đối với bà vì để làm nổi bật cảm giác tồn tại của mình hoặc là một lần nữa nhận được tất cả tình yêu của người bà lựa chọn giết chết con gái mình nàng không xứng làm mẫu thân ngay cả người còn không xứng vì thỏa mãn tư lợi của bản thân bà ta không chỉ giết nữ nhi còn hủy diệt con của mình trần phàm nói những lời này giống như là đang kể lại cố sự của người khác hắn đã sớm trải qua đại bi bây giờ lặp lại một lần nữa trái tim vẫn sẽ có chút phát đau hai tay hắn chống trên mặt bàn hơi nghiêng về phía trước tới gần Trần Quốc Sinh để che giấu tướng mạo của mình. Người đem nơi này sửa chữa lại một lần, ban công lầu 2 cũng dùng thủy tinh phong bế, nhưng ta vẫn có thể tìm ra ảnh chụp năm đó ở nơi này. Ta không phải ác ma, không phải hung thủ giết chết muội muội. Hai đứa nhỏ không đến 5 tuổi phải do người lớn chăm sóc. Một khi xảy ra chuyện, người phụ trách trông non bọn họ mới là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Đây là điều khoản viết trên pháp luật. Cột bảo hộ lầu 2 cao như vậy, chỉ có người trưởng thành mới có thể cứu được một người đứa nhỏ 3 tuổi dơ lên ném xuống, lúc đó chỉ có mẹ ta ở đó, cho nên nàng là hung thủ. Cậu che giấu tướng vì cô, không tiếc hủy diệt ta để cho ta gánh tội danh giết người. Những năm này một khi ta chứng minh mình không có sai, nàng bắt đầu nổi điên. Con ngươi đen không thấy đáy nhìn chằm chằm Trần Quốc Sinh. Trần Quốc Sinh co rúm lại cái, muốn phản bác, nhưng cổ của hắn tựa như bị dây thừng cuốn lấy. Sắc mặt hắn tái nhợt, Trần Phàm đứng thẳng người, câu lên khóe môi, ôn nhu nở nụ cười. Nụ cười này giống như ánh mặt trời ngươi nói xem, giống như ánh mặt trời. Nếu ta đem chuyện này phát ra ngoài hoàn chỉnh, cư dân mạng sẽ đối đãi Trần Gia như thế nào? Cảnh sát có thể giúp ta điều tra lại một lần nữa hay không? Mặt mũi ngươi đến lúc đó còn có thể giữ được sao? Ngươi dám, Trần Quốc sinh sông lớn một tiếng, thanh âm lớn, giá trị sát thương bằng không. Không có nửa điểm tác dụng chấn nhiếp, thân thái hoảng loạn của hắn càng ngày càng rõ ràng, nào còn vẻ bình tĩnh tự nhiên như vừa rồi. Ngươi xem ta có dám hay không? Trần Phàm cười ra tiếng, con ngươi đen kịt dần dần có ánh sáng lóe lên, đừng nghĩ đến việc đánh bạc với ta, bởi vì ngươi không cực nổi, ký tên đi, thừa dịp ta bây giờ, còn có thể khống chế được chính mình, kéo dài lâu, ta cũng không dám cam đoan ta sẽ làm ra chuyện điên cuồng cỡ nào. Trần Quốc sinh ra đang phát run, cũng không biết là tức giận hay là sợ hãi, hắn cố giả bộ chấn định Trần gia có hơn 10 ức gia sản, ngươi là đứa con duy nhất của Trần gia, những tài sản này sớm muộn gì cũng là của ngươi, ngươi thật sự không nên, đồ đạc của các ngươi, ta ngại bẩn, nếu như có thể, ta hy vọng từ trước đến nay ta chưa từng sinh ra. Trần gia không trở thành con của các ngươi. Được 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 được, Trần Quốc Sinh liên tục nói ba cái tốt, tức đến run tay, hắn run rẩy cầm lấy một cây bút, dùng chín để viết tên của mình lên. Trần Phàm, ngươi đừng hối hận, nhìn Trần Quốc Sinh cuối cùng ký tên lên. Trần Phàm thu lại thỏa thuận, vừa sắp xếp lại vừa nói đặt vào, hảo hảo nhân không làm chó của các ngươi, ta có gì có thể hối hận, ngươi cùng với ở đây lo lắng cho ta, không bằng quan tâm một chút chính ngươi đi khu vực sát nhân bang người trừng phạt tội chính tội là bọn họ trần phàm cầm lấy thân tử đoạn tuyệt thư bây giờ cuối cùng cũng thoát khỏi ngục giam này nếu như không phải là bà nội nuôi dưỡng ta ta đã sớm chết rồi ngươi không xứng làm phụ thân cũng không xứng làm nhi tử vì cái gọi là thể diện ngươi cô phụ lão nhân gia nàng trần phàm nói ra từng chữ một nhắc tới bà nội trong mắt trần quốc sinh hiện lên một tia xấu hổ cùng hối hận trần phàm xoay người không chút do dự rời khỏi nơi này tống luật nhìn hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra tung thất thở vào nhẹ nhõm nhỏ giọng hỏi thăm ký tên không hắn không có làm khó dễ ngươi chứ thẻ trần phàm đưa hiệp nghị cho hắn tống luật cẩn thận kiểm tra một lần xác định không có vấn đề gì thì cẩn thận cất kỹ từ hôm nay trở đi đi ra cánh cửa lớn này rời khỏi cái nhà này trần phàm liền chính thức đoạn tuyệt quan hệ với bọn người trần quốc sinh cũng từ bỏ quyền thừa kế trần gia lưu như như có dự cảm trần phàm sẽ rời đi cô lao ra khỏi phòng ngủ không để ý đến người hầu ngăn cản rít gào thét lên trần phàm ngươi không được đi ngươi là con của ta ta là con trai ngươi là ta sinh ra ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta vì cái chết của muội muội ngươi chuộc tội ngươi đừng nghĩ đi ra khỏi nơi này bởi vì một khi hắn đi ra ngoài như vậy người gánh vác tội ác chính là nàng lương nàng gánh không nổi trần phàm không quan tâm tùy ý lưu như nói những lời ác độc kia nhiều năm không nghe thấy hắn đem những lời này coi như từng đạo âm phủ hôm nay hắn sớm đã không phải trần phàm có thể bị tẩy não dễ dàng kia hắn thức tỉnh rồi không còn làm công cụ nữa lưu như phát điên không còn đoan trang cao quý như ngày thường không ai có thể vừa lúc nàng bởi vì nàng là một kẻ kéo bạo giả vẻ mặt mỗi người trong biệt thự đều rất chết lặng phảng phất đối với chuyện như vậy đã sớm thấy nhưng không thể trách lưu như không cho phép con trai mình thoát khỏi tầm kiểm soát của bà ta nàng vận dụng thủ đoạn cũ miệng hô hào tên của nữ nhi đã chết có thể coi thường mẹ biết con còn ở nhà mà ca ca của ngươi hại chết ngươi hiện tại hắn còn muốn bỏ đi mặc kệ ba mẹ đã dậy rồi hắn chính là xúc sinh tất cả mọi người trong nhà đều biết chỉ cần Lưu Như gọi một tiếng tiểu khả, Chân Phàm phải thỏa hiệp, quy xuống nhận sai, Chân Phàm mang theo cảm giác tội lỗi, rất nghe lời Lưu Như, nhưng hôm nay, bất kể Lưu Như có khóc lóc thế nào, có kêu thế nào cũng đều thấy buồn bực, hắn cũng hờ hững nhìn, nhìn Lưu Như khốn kiếp, Chân Phàm cong môi mỏng, chỉ vào nàng đằng sau nói đừng gọi muội muội, nàng chính là ở trên vai ngươi cười với ngươi đấy, Lưu Như đang phẫn nộ điên cuồng bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, còn có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong đáy mắt nàng, nguyên lai, like, nàng cũng sẽ sợ hãi tất cả chiêu số đều sử dụng hết rồi lưu như phát hiện trần phàm đã không còn bị nàng khống chế như thường ngày nữa nàng bắt đầu phát ra tiếng thét chói tai lần này rồi người giả điên sớm có thiên hội biến thái điều này nói đến lưu như âm thanh phá vỡ chói tai vờn quanh trong phòng khách nàng sụi lơ trên mặt đất cầm lấy tóc xé rách tống luật túm lấy trần phàm lui về sau đến một khoảng cách an toàn mới dừng lại tống luật vốn còn lo lắng trần phàm sẽ khổ sở kết quả nhìn qua hắn híp mắt đang cười nhạo ánh mắt hắn thưởng thức cảnh tượng trong vở kịch này đối với phong thái của lưu như hắn giống như cảm thấy thú vị trần quốc sinh cũng bị buộc tử trong thư phòng đi ra nhìn thê tử nổi điên cùng nhi tử lạnh lùng hắn không khỏi tự đánh giá bản thân mấy năm nay hắn có phải làm sai hay không trần phàm cũng xem đủ rồi gọi tống luật đi thôi lưu như ngừng gào thét sốt ruột bất an nói ngươi không cho phép đi ngươi đi rồi liễu ra bên kia làm sao bây giờ ai tới cưới liễu như yên lão công ngươi trói hắn lại đem hắn nhốt trong địa chính thất không được để cho hắn đi thấy trần quốc sinh bất vi sửa động lưu như xông lên nện cho hắn ngươi không nghe thấy sao ta để ngươi gọi người trói hắn lại hắn đi rồi chúng ta đã bàn bạc xong việc làm ăn thì phải làm sao đây cũng không giống như một người điên có thể nói ra lời này trần phàm ngươi trở về cho ta nếu ngươi dám đi ta liền chết cho ngươi xem trần phàm châm chọc nói vậy ngươi cứ chết đi cho xong nhảy lầu ăn thuốc an nhãn cắt cổ tay chết đuối treo cổ ngươi muốn chết như thế nào thì chết như thế đó đi vừa vặn ngươi chết cũng có thể cùng nữ nhi ngươi lừa gạt Trần Quốc Sinh phá thanh cắt ngang Trần Phàm hắn, ngươi đủ rồi, đủ cái gì đủ, nàng kêu gào đi chết không phải là mặn hiếp ta sao? Những năm này cùng một cái sáo lộ xử vô số lần, nàng không ngán, ta thấy cũng chán rồi, thân thể Trần Quốc Sinh run rẩy, hắn đang sợ lưu như bị kích thích xảy ra chuyện sao? Không, hắn sợ chuyện xấu của Trần gia bị người ngoài biết được nhiều hơn. Lưu Như lung lay sắp đổ rúc vào bên cạnh Trần Quốc Sinh, như là tìm được lão công tâm phúc, thu toàn bộ thẻ của hắn ta vào, không cần cho hắn một phân tiền, nếu hắn dám rời khỏi nơi này, liền để cho hắn chết đói ở bên ngoài. Lần này Trần Phàm không nói gì, chỉ là cười oa một tiếng, ánh mắt châm chọc như vậy, so với bất kỳ lời nói nào đều đã thương người đến cực điểm. Hắn cũng không quay đầu lại, rời đi. Tùy ý Lưu Như không cam lòng gầm rú, đến cuối cùng, ngay cả Trần Quốc Sinh cũng không chịu được mắng vài câu, tiếng ồn ào như muốn đem nóc nhà sốc lên. Trần Phàm đi ra khỏi cửa lớn, ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh mây trắng bầu trời quang đãng dường như báo trước tương lai của hắn sáng lạn quang mang tống luật thở ra một hơi vỗ vỗ bả vai trần phàm đừng có buồn con mắt nào nhìn thấy hắn khổ sở trần phàm khẽ cười một tiếng ta không biết vì một thứ không liên quan gì đó mà khổ sở cũng đúng tống luật vẻ mặt phức tạp trên đường có hai cha mẹ sinh ở hoàn cảnh như vậy em có thể lớn lên được không dễ dàng gì ta đã tính toán rõ ràng vì sao ngươi vội vã muốn thoát ly khỏi cái nhà này trần phàm không muốn nói nhiều về những chuyện trước kia qua chính là qua người muốn đi lên phía trước nhìn tống luật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cũng tỉ như muội muội hắn chết là chuyện gì xảy ra hắn quen biết trần phàm nhiều năm như vậy còn chưa biết gì chưa bao giờ biết hắn có một muội muội nhưng lại sợ chạm vào chỗ đau lòng của trần phàm tống luật lựa chọn câm miệng muội và liễu như yên từ hôn rồi hiện tại lại thoát ly quan hệ với trần gia vậy ngươi nói đi hai nhà này còn có thể có sinh ý lui tới sao đó là chuyện của bọn hắn không liên quan gì đến ta kiếp trước trần gia xác thực bởi vì liễu gia trợ giúp của nhà vượt qua một số cửa ải khó khăn nhưng trong đó nếu không có trần phàm chạy tới kinh doanh bàn chuyện làm ăn để hợp tác thương tín nhiệm hắn trần gia vẫn như cũ không đi đến cuối cùng dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình nếu như một mực ỷ lại người khác trợ giúp lui sớm không xa tống luật muốn khác với suy nghĩ của trần phàm ví dụ như trần phàm phải làm sao để tiếp nhận kết hôn trần gia cùng liễu gia có thể nhằm vào hắn hay không để cho hắn ở dung thành không thể tiếp tục chờ đợi hiện tại trên người trần phàm còn có tiền sao trần gia nhiều tài sản như vậy đến lúc đó sẽ cho ai chẳng lẽ lại hiện tạo một cái hay là nói nhận nuôi gia đình như vậy đứa trẻ được nhận nuôi cũng không biết là phúc hay họa nữa trần phàm chúng ta là huynh đệ ngươi là bạn tốt của ta có cái gì khó khăn cứ nói với ta, vậy ngươi giới thiệu công việc cho ta đi, Trần Phàm một mặt nhận thức, tống luật cho rằng hắn thật sự rất thiếu tiền, bắt đầu từ trong đầu vơ vét các loại, có thể phân phối công việc cho Trần Phàm, Trần Phàm muốn năng lực có năng lực muốn tướng mạo có tướng mạo công việc bình thường không xứng với tiểu thiếu gia như vậy nhưng công việc tốt cũng dễ dàng lọt vào trở ngại cùng nhằm vào tống luật vò đầu nói ngươi đừng nói ta thật đúng là có cái lương cao công tác chỉ cần ký kết thì có 20 vạn sau này còn có phân chia nếu hỏa số cao thấp 100 vạn đối với rất nhiều người bình thường mà nói cả một đời chỉ tồn cái 100 vạn nhiều tiền như vậy cũng đủ để trần phàm vượt qua giai đoạn giảm sóc này trần phàm hứng thú với công việc gì đó khoảng thời gian trước ta giúp một đạo diễn bằng hữu nghĩ mấy bản hợp đồng hiệp nghị gần đây hắn đang chuẩn bị một phần tổng nghệ hiện tại đang cần người tống luật nói tỉ mỉ một lần chân phàm càng nghe càng quen thuộc mãi đến khi nghe được tên bài hát tổng nghệ chợt nhớ tới yêu ở trên đường đi là một chương trình dạy học chậm về yêu đương trong tiết mục 13 cặp nam nữ khách quý có tố nhân cũng có nghệ nhân lúc ấy chương trình tổng nghệ đã nhanh chóng ra khỏi vòng tròn thành đại nhiệt môn tống nghệ thời gian trôi qua quá lâu chân phàm cũng không nhớ rõ lắm chỉ nhớ rõ trên mạng ẩm ý rất lợi hại, dù sao cũng là lấy hình thức phát sóng trực tiếp thả ra, tình huống trồng chất, một ít cử động thật nhỏ đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Người tham gia tiết mục này kiếp trước đều là người nổi bật trong từng ngành nghề, tự mang chủ đề độ nói chuyện, so với bọn hắn, Trần Phàm cũng có vẻ bình thường hơn. Ngươi lấy phương thức đạo diễn cho ta, ta nói chuyện cùng hắn. Tống Luật Đô đã làm xong chuẩn bị Trần Phàm cự tuyệt, nghe thấy hắn một lời đáp ứng, hắn sững sốt một chút, vội vàng nói, chỉ bằng ngươi, đạo diễn nhất định phải cần ngươi nói như thế nào ngươi bây giờ nhiệt độ rất cao à toàn bộ mạng đều đang tính kế ngươi mặc dù không phải lời hay ý đẹp gì nhưng ngươi tự mang lưu lượng tiết mục được đăng lên trước mặt công chúng nói không chừng còn có thể tẩy trắng trần phàm chưa từng vào nghề này nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu muốn kiếm tiền nhanh đây là một cơ hội đạo diễn nghe thấy tống luật muốn giới thiệu trần phàm tham gia tiết mục lập tức tỏ thái độ muốn cùng trần phàm hảo hảo nói chuyện trần phàm cũng không nhàn rỗi thông qua tống luật giới thiệu hắn liên hệ với đạo diễn cùng ngay liền hẹn địa điểm gặp mặt cùng thời gian vốn tưởng rằng gặp mặt phải trước tiên hảo hảo thương lượng một chút rồi quyết định có thu hay không thu lại hay không không nghĩ tới đạo diễn trực tiếp chuẩn bị hợp đồng trần phàm ta nghe nói qua chuyện của ngươi ta rất hoan nghênh ngươi tới tham gia tiết mục của ta đây là hợp đồng Ngươi xem nếu là không có vấn đề, chỉ cần ký tên, đạo diễn nhanh chóng đánh giá Trần Phàm xong, trong mắt tỏa sáng, giống như một người đói bụng thật lâu đối mặt với một đống mỹ thực, đạo diễn, ngươi không hảo hảo khảo thí hổ một chút sao? Hiện tại thanh danh của ta không tốt lắm, hơn nữa ta vừa đoạn tuyệt quan hệ với Trần gia, còn chưa có công việc gì, những thứ này, luật sư Tống đã nói với tôi rồi, thanh danh là thứ được nói ra từ miệng người khác, ngươi là người như thế nào, chỉ có người hiểu rõ ngươi mới biết được, tiết mục này có thể khiến nhiều người hiểu rõ ngươi hơn, ngắn ngủi ở chung đạo diễn liền thích người trẻ tuổi khiêm tốn trước mặt này lại một cái nữa bỏ qua những thứ khác không nói gương mặt này của trần phàm là lớn lên rất tốt với kinh nghiệm nhiều năm của hắn tiết mục lần này nhất định sẽ cháy lớn đạo diễn quanh năm ẩm ướt trong giới giải trí hắn cũng không tin trên mạng nói ra bộ dạng kia trần phàm nhận ra hợp đồng này sau khi xác định không có vấn đề gì hắn cầm lấy bút lúc muốn ký tên thì phải ký tên lại hỏi đạo diễn câu chúng ta có kịch bản này sao không có kịch bản làm chính mình là tốt rồi dù sao cũng là hình thức phát sóng trực tiếp kịch bản dù hoàn chỉnh cũng sẽ có một ngày lộ tẩy đạo diễn vừa uống trà vừa nhìn trần phàm ký tên sợ hắn đổi ý sau khi hắn ký xong hắn lập tức thu lại hợp đồng ngươi có tài khoản weibo không trần phàm gật đầu chúng ta liên hệ một chút đạo diễn lấy điện thoại di động ra vì bác ngươi hãy chứng thực một chút đi ta rất gấp đương nhiên gấp gáp ngày kia liền phải khai lục rồi nhớ rõ sớm một chút thu thập xong hành lý sớm một chút đến một chút cũng đừng thối lui đến nơi đạo diễn liên tục dặn dò trần phàm trần phàm lấy điện thoại di động ra sau khi cùng đạo diễn giam cầm lẫn nhau hắn bắt đầu chứng thực tài khoản của mình có thể nhìn ra được đạo diễn bận rộn nhiều việc sau khi ký xong hợp đồng thì bị một cú điện thoại gọi đi mất hắn vỗ vỗ vai trần phàm đừng khẩn trương thuận theo tự nhiên hai ngày này hảo hảo điều trị một chút tâm tính của mình trần phàm gật đầu bên này hai người vừa mới thông quan xong cư dân mạng liền tìm được mùi vị trần phàm thông qua tin tức mà cư dân mạng đưa ra giải một chút đây là loại kỹ năng quan sát tổng hợp ngoại trừ khách quý bị phát sóng trực tiếp ra ngoài ra còn có quan sát viên ở ngoài sân quan sát viên sẽ ở trong phòng chụp ảnh xem phát sóng trực tiếp dẫn phát chủ đề cùng cư dân mạng tính toán sinh ra cộng minh nhân viên công tác phụ trách đem hai phe tranh nghị và chỉnh sửa bom tấn ra chính diện căn cứ vào hành trình nghệ nhân mà cư dân mạng thả ra thì có thể thấy được Cô Vũ xuất hiện với tư cách là quan sát viên trong tiết mục, Trần Phàm đã tính toán rõ ràng, đạo diễn nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng lên, không thể không nói cư dân mạng đương đại vẫn có chút trinh thám trên người. Đạo diễn chân trước vừa mới chú ý Trần Phàm, chân sau liền có người phát hiện hắn, chứng thực của Trần Phàm cũng không thông qua, cư dân mạng liền từ hắn phát ra văn tự Weibo, từ đó có thể phân tích chính xác hắn là Trần Phàm. Sau khi chứng thực thông qua, Tư riêng và bình luận trực tiếp bùng nổ, thuận tiện còn lên một cái hot search, nhiệt độ của kế luận tăng lên rất cao. Trần Phàm yêu mến, Cố Vũ, Liễu Như Yên, Trần Phàm, Tam Giác Luyến, Cố Vũ quan sát Trần Phàm yêu đương, tình địch đến gặp gỡ, Trần Phàm vừa từ hôn đã ra mắt trong phim truyền hình, yêu ở tiết mục khách quý đi đường, Trần Phàm yêu ở trên đường đi, Trần Phàm bị thông báo Weibo làm phiền lòng, dứt khoát trực tiếp một bàn phím phòng hộ vừa mới thiết trí xong liền bắn ra tin nhắn thông báo liễu như yên muốn tham gia tiết mục xe mắt không được phép đi nghe chưa được trần phàm thấy được nhưng hắn không để ý đến về đến nhà trước tiên cầm quần áo đi tắm rửa chờ tắm rửa xong đi ra vừa xem điện thoại di động lại có thêm mấy tin nhắn liễu như yên giống như quản người nghiện vậy Bọn hắn đều không quan hệ, không quản hắn làm cái gì. Cô Vũ làm diễn viên cùng người khác vỗ vai thân mật, lúc diễn cũng không thấy nàng quản nhiều như vậy. Trần Phàm trả lời tin nhắn của ta, ngươi có thể đừng buồn bực hay không? Đừng lấy loại chuyện này ra đùa. Vừa từ hôn xong, ngươi liền đi tham gia loại tiết mục này. Ngươi coi ta là cái gì? Ngươi còn muốn để cho bao nhiêu người nhìn trò cười của ta? Trần Phàm bừng tỉnh đại ngộ, ngươi lai like là bởi vì hắn tham gia chương trình dạy võ, nàng cảm thấy liên lưu đến việc nàng hại mình mất mặt, hiện tại cảm thấy mất mặt. Hôm qua lúc đào hôn sao không cảm thấy mất mặt, quả nhiên cái tát này chỉ có đánh vào mặt mình mới có thể cảm thấy đau. Nên lui hôn thì nên lui rồi, cái nên đứt cũng đã đứt, sau này cũng không cần thiết liên hệ. Nghĩ đến đây, Trần Phàm quả quyết kéo xóa bỏ liễu như yên. Ngươi không được tham gia loại tống kỹ này, ngươi cũng không phải nghệ nhân, sẽ chỉ gây ra chuyện cười. Tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương thu vào tủ, đối phương xác minh bằng hữu sau khi mở, ngươi còn hắn nàng bạn. Trần Phàm cư nhiên kéo nàng xóa bỏ, không thể tin được, Liễu Như hôn lại gọi điện thoại cho Trần Phàm, âm thanh nhắc nhở hệ thống nhận được là đối phương đang trò chuyện, ngay cả điện thoại cũng bị kéo đen, tất cả tự tin được xây dựng lên trong nháy mắt sụp đổ, hết lần này tới lần khác vào lúc này, còn có người hỏi nàng có phải thật sự từ hôn với Trần Phàm hay không, Trần Phàm có giống như trên mạng truyền xuống muốn tham gia xem mắt tống nghệ sao, Liễu Như yên tức đến tê cả da đầu, tiện tay cầm lấy một vật trang trí trên tủ đầu giường ném xuống đất, sau khi đập vỡ phát hiện ra một điều rất lớn, đó là ảnh chụp chung của nàng và Cố Vũ trước kia sau khi cố vũ xuất ngoại tấm hình này được cô giữ rất tốt một mực bày ở trên tủ đầu giường thả ảnh chụp 5 năm hiện tại bởi vì không giận được trần phàm cứ như vậy ngã nát kính thủy tinh bảo vệ ảnh bị chia năm xẻ bày liễu như hôn quả thực không có chút lý do nào để xả cơn giận này âm thanh cực lớn khiến cho người bên ngoài chú ý người hầu cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa tiểu thư ngươi không sao chứ ta không sao không cần phải để ý đến ta liễu như yên ngăn chặn cơn giận một khuôn mặt âm trầm nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất lại qua bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lần này người gọi liễu như yên là liễu nghiễn sơn như yên thím trương nói ông làm ra tiếng vang rất lớn trong phòng ngươi mở cửa ra ta vào xem một chút liễu như yên không kiên nhẫn ta thật sự không có việc gì mở cửa liễu thanh sơn tăng thêm ngữ khí không cho cự tuyệt đối mặt với phụ thân liễu như yên bất đắc dĩ mở cửa ra Liễu Thanh Sơn vừa đi vào đã thấy mảnh thủy tinh trên mặt đất, hắn nhíu mày một cái, người hầu phân phó dọn dẹp gian phòng sạch sẽ, khi nào trở về, ăn cơm chưa, buổi chiều mới trở về, ăn một chút, sau khi gặp Trần Phàm xong, nàng ta trở về, tối hôm qua nàng mất ngủ, sau khi trở lại Liễu ra liền tiến vào phòng ngủ ngủ, ngủ đến 8 giờ, rời giường uống một bát cháo, không có khẩu vị, cũng không thể đánh nổi tinh thần, vốn định trở về phòng tiếp tục ngủ, bằng hữu lại vào lúc này gọi điện thoại cho nàng, hỏi thăm chuyện Trần Phàm từ hôn hỏi nàng có xử lý tốt hay không nàng cảm thấy mất mặt cũng không có nói thật hiện tại cha nàng cũng tới hỏi nàng ngươi cùng trần phàm đã gặp mặt chưa cha nàng cũng không dễ lừa gạt như vậy liễu như yên cúi đầu nói đã từng gặp qua thái độ của hắn như thế nào cứ như vậy đã cùng nhau xong liễu thanh sơn nghĩ rất đơn giản chỉ cần liễu như yên tùy tiện dỗ dành cho bậc thang đi xuống là được lấy quan hệ của hai nhà trần phàm không có lý do gì từ hôn liễu như yên không có ăn tiếng nào Thấy thế, Liễu Thanh Sơn nhíu mày thử dò xét, các ngươi gặp mặt nói cái gì? Nên nói ta đã nói rồi, ta biết mình có lỗi, ta cũng nhận sai rồi, cũng nói sẽ đền bù tổn thất cho hắn, là hắn keo kiệt ích kỷ, cố ý đem sự tình hỏi lớn để cho ta khó xử, muốn từ hôn phải phủi sạch quan hệ với ta, hiện tại ngay cả phương thức liên lạc cũng bị bôi đen, chuyện liên quan đến Trần Phàm muốn tham gia tình tổng thể, nàng càng mất mặt đến mức nói không nên lời, Liễu Thanh Sơn nghe xong mặt mũi đen thui hắn cho rằng mình đã chết rồi sao hôn sự này là một mình hắn nói có tính không muốn lui thì lui kế tiếp ngươi không cần phải để ý tới hắn biết hắn mấy ngày nghĩ thông suốt rồi hắn liền sẽ chịu thua ngữ khí phi thường không môi trẻ trung là như vậy sao nhưng nàng cảm giác lần này trần phàm sẽ không chịu thua cha hình biên trần ra nói thế nào đây giữa chưa gọi điện thoại cho ta nói sẽ mang trần phàm đến liễu ra nói chuyện vì thể diện của hai nhà ta vốn nghĩ việc này xong rồi dù sao cũng là ngươi làm không đúng trước hắn tức giận cũng là bình thường nhưng bây giờ cho hắn bậc thang đi xuống cũng không xuống vậy không cần cho nữa coi như trần gia bọn hắn đang môn đạo khoản ngươi cũng đừng dễ dàng buông tay còn chưa kết hôn mà trần phàm dám nhăn mặt sau này mang thai có hài tử chẳng phải là còn phải nhìn sắc mặt hắn sao liễu thanh sơn nói lời này cũng không an ủi được liễu như yên nàng hỏi phụ thân nếu như trần phàm vì theo ta từ hôn là đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ hắn đấy liễu thanh sơn cười lạnh nói làm sao có thể làm sao không có khả năng trần phàm ở đại hội bọn họ lần nữa nhượng bộ nhưng nếu không bình ổn thì sao dù sao cha mẹ hắn đối với hắn không tốt liễu thanh sơn thấy rõ liễu như lo lắng của yên ngươi nếu không yên tâm ta gọi điện thoại cho trần gia liễu như yên đích xác rất muốn biết thái độ hiện tại của trần gia tình huống của trần phàm và trần phàm liễu thanh sơn ở trước mặt liễu như yên lấy điện thoại di động ra tìm được điện thoại của trần quốc sinh ấn qua đó quá trình chờ đợi vô cùng dày vò liễu như yên có chút khẩn trương sợ nghe được kết quả không muốn nghe điện thoại thông rồi đối phương nhận lấy bên trong chuyển đến thanh âm của liễu đãi đã trễ như vậy tìm ta có chuyện gì ta chỉ muốn hỏi trần phàm bây giờ là người như thế nào hắn còn nháo muốn từ hôn vấn đề này không khó ít nhất theo liễu thanh sơn thì trần phàm không có lý do gì muốn từ hôn tôn sức mà không được lòng cần gì vì nhất thời xúc động mà buồn bực hai tay trống trơn một vấn đề dễ trả lời như vậy đối phương lại trầm mặc liễu thanh sơn có chỉ độ đến mấy cũng đã nhận ra chuyện gì không đúng hắn còn thật muốn cùng nữ nhi của ta chia tay ngươi cũng biết rồi đấy chuyện tình cảm làm cha mẹ không nhúng tay vào được chỉ có giao cho hai đứa nhỏ tự mình giải quyết chân phàm lớn hơn trong đầu liền một cây gân ta là nói qua mắng cũng mắng liễu thanh sơn oa một tiếng cười vậy các ngươi hiện tại ý tứ là muốn từ hôn rồi trần quốc sinh ra cực khổ khó nói từ hôn cũng có thể Đem tiền cũng cùng nhau trả lại đi, con gái của ta ưu tú của ta, tìm nam nhân dạng gì mà tìm không được, để ý đến Trần Phàm là phúc khí của hắn ta, hắn không biết quý trọng, có rất nhiều người quý trọng, nghe tiếng động như vậy thì tưởng rằng không còn nhà các anh nữa, con gái của ta không gả ra được sao, chỉ cần nữ nhi của ta muốn, nam nhân dạng gì mà không tìm được, Trần Quốc Sinh vô lực nói phải 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 ngươi nói chính là như yên ưu tú là trần phàm không xứng với nàng ta hiện tại trần phàm đã đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta ta thật sự không thể làm gì hắn con gái của ngươi là chúng ta có lỗi với nàng ngươi tức giận bảo chúng ta làm cái gì đều thành nhưng số tiền này quăng vào hạng mục là binh không lấy lại được hoặc là con cho chúng ta thêm một chút thời gian hãy để chúng ta quay vòng một chút mặc dù điện thoại di động không mở loa phóng đại nhưng trong hoàn cảnh đủ yên tĩnh hắn có thể nghe rất rõ ràng nghe thấy trần phàm vì có thể từ hôn lúc này đã đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà liễu như yên trong lòng ngừng một chút như bị một bàn tay hung hăng túm một cái trần phàm thật sự đoạn tuyệt quan hệ với trần gia hắn không cưới nàng nữa đối nội nghiêm khắc bài thải đối với liễu gia liền một bộ khúm núm trần quốc sinh cúi người nói với liễu đãi chúng ta hẹn thời gian hảo hảo nói chuyện hạng mục đi hai đứa nhỏ mặc dù không có duyên phận nhưng hai nhà chúng ta còn đang ở trong chậu sắc bén vụ làm ăn này sẽ không lỗ vốn liễu thanh sơn nổi giận đùng đùng ta có thể không muốn bàn chuyện làm ăn với người không giữ chữ tín nói xong hắn liền cúp điện thoại nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của liễu như yên liễu thanh sơn cũng không biết nên an ủi như thế nào 10 phút trước hắn thề son sát cho rằng trần phàm không có bản lĩnh từ hôn 10 phút sau hắn bị bốp bốp vào mặt đây là chuyện gì à liễu thanh sơn nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ thông suốt trần phàm nghĩ như thế nào không phải hắn thích nữ nhi của hắn sao sao có thể nói buông tha liền buông tha cho hai người lập tức muốn kết hôn như yên ngươi có phải rất thích trần phàm hay không nếu ngươi thích hắn ngươi có lẽ ta gọi người đem hắn trói tới đây liễu như yên lấy lại tinh thần dương mí mắt lên ta không thích hắn hắn tính là cái gì ngươi thích ta nhiều như vậy ta cũng không phải chỉ có hắn mới không thể hắn muốn lui thì lui đi nghe được nàng nói như vậy liễu thanh sơn cũng thở phào nhẹ nhõm ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi suy nghĩ kỹ một chút nếu như liễu như yên thật sự thích trần phàm hôm qua cũng sẽ không lỡ hẹn đào hôn liễu như yên cắn răng nói nhưng hôn sự này muốn lui cũng là chúng ta tới lui nếu không nếu ta không thể chút được cơn giận này ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi phụ thân ủng hộ ngươi liễu như yên quá mức tự phụ nàng cho rằng bất kể xảy ra chuyện gì trần phàm cũng sẽ không rời khỏi nàng hắn giống như những đồ trang sức trong hộp của nàng vậy đặt ở nơi đó bất động dù cho dính bụi hỏng cũng không biến mất tham quan không thể tự mình chạy bộ được bởi vậy trần phàm bỗng nhiên từ hôn nàng ta mới khó có thể tiếp nhận như vậy liễu thanh sơn vốn còn rất tức giận hôm qua liễu như yên đi tìm cố vũ nhưng lúc này nhìn nàng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cũng không muốn của trách nàng nghỉ ngơi thật tốt nếu ngươi không thể xả được thì ta giúp ngươi dám đối xử với nữ nhi của ta như vậy ta để cho hắn ở dung thành không thể tiếp tục chờ đợi liễu như yên nhớ tới những lời trần phàm nói ban ngày buồn cười chính là lúc ấy nàng ta cũng cảm thấy có thể nắm được trần phàm như vậy cha trần phàm ta có thể giải quyết ngươi đừng nhúng tay không biết vì sao nàng không muốn để trần phàm rời khỏi dung thành rời xa nàng có lẽ nguồn gốc của việc này khiến nàng không cam lòng trên mạng có câu nói rất hay phương pháp tốt nhất để trả thù tiền nhiệm chính là sống tốt hơn hắn trần phàm không tính là người trước kia của nàng nhưng hắn không nên không thương lượng dưới tình huống liền tự tiện từ hôn còn đem nàng kéo đen nàng muốn trần phàm nhìn xem kết quả hành động theo cảm tình chính là chẳng được tích sự gì liễu thanh sơn xảy ra chuyện ta đã cho ngươi gánh vác nam nhân còn nhiều mà, đổi lại là một người càng ngoan hơn, nhưng ngươi cũng phải lựa chọn cho thật tốt, ít nhất ra cảnh mạnh hơn Trần gia nhiều. Liễu Như Yên biết, ba của nàng là ám chỉ Cố Vũ, sau khi Liễu Nghiễn Sơn rời đi, Liễu Như hôn lấy điện thoại di động ra lật xem, nhìn thấy Cố Vũ đưa cho vào 5 phút trước, nàng gọi tới một cuộc điện thoại video, Liễu Như Yên quay lại, Cố Vũ còn đang ở trong bệnh viện, trong video hắn thoạt nhìn tinh thần hơn hôm qua một chút ta không cần liễu thúc thúc không có bởi vì chuyện ngày hôm qua mà trách cứ ngươi chứ không có cô vũ quan tâm hỏi hình trần phàm đâu các ngươi đã gặp mặt chưa có nói rõ ràng hay không giọng điệu liễu như yên cứng ngắc hiện tại ta không muốn nhắc đến hắn cô vũ nhìn sắc mặt liễu như yên rất kém cỏi do dự một chút nói ra vừa rồi trương ca nói với ta trần phàm muốn tham gia một phần tống nghệ vậy thì chương trình tổng hợp nói trắng ra là chính là yêu đương xào xê dù nói thế nào trần phàm cũng là vị hôn phu của ngươi sao có thể đi tham gia loại tiết mục này hắn căn bản là không có đem ngươi để vào mắt liễu như yên biểu tình không thay đổi nhưng tay cầm điện thoại di động lại siết chặt chuyện liên quan đến trần phàm đang yêu đương trên mạng đều truyền ra rồi liễu như yên cũng nhìn thấy tin tức nếu như bây giờ không áp chế nhiệt độ thôi sớm sẽ được liệt kê nóng trên bảng thời đại lưu lượng những chuyện này liên lưu đến bản thân người tự mang nhiệt độ nghĩ đến việc hot sớt rất dễ dàng ngược lại độ khó của áp nhiệt lục soát khá lớn trương ca đã xác nhận với đạo diễn rồi ngày kia trần phàm phải vào tổ tiết mục thu hình đến lúc đó lời đồn được chứng thực liễu gia khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng cổ họng trần phàm cũng quá không phải nam nhân rồi một chút cũng không suy nghĩ cho ngươi hai nhà thông gia nhất vinh câu vinh sao hắn có thể không để ý thể diện của ngươi cùng liễu thúc thúc chứ cô vũ của trách trần phàm ngay trước mặt liễu như yên ngươi đã hiểu rất rõ cái tên tống kỹ này rồi trương ca nhận cho ta thông cáo tổng nghệ này cô vũ lập tức giải thích nói ta không phải đi yêu đương ta là quan sát viên nội tràng hợp đồng ký rất sớm quan hệ của ta cùng đạo diễn rất tốt nếu ngươi không muốn trần phàm thu thập chương trình tổng nghệ ta có thể nói với đạo diễn một chút bất quá bọn hắn đã ký hợp đồng rời khỏi thì phải giao tiền vi phạm hợp đồng bên phía đạo diễn chắc chắn không nỡ thả người liễu như yên cẩn thận lắng nghe lông mày hắn ta nhíu chặt quyết định nói thật cho hắn biết ta đã từ hôn với trần phàm chuyện của hắn ta không quản được cô vũ nghe xong cũng trầm mặc hồi lâu cuối cùng cứng ngắc nhếch khóe môi một cái làm sao có thể hắn làm sao bỏ được hắn không chỉ cam lòng từ hôn với ta còn cam lòng đoạn tuyệt quan hệ với trần gia đây quả thực là nằm ngoài dự liệu của hắn bất quá đây là chuyện tốt nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng chợt nghe liễu như yên trong điện thoại di động hỏi ngươi cái cái kỹ thuật tổng hợp kia ta có thể tham gia không hẳn là có thể dẫn người đi có điều ngươi đi tham gia cái gì nhìn thấy trần phàm không cảm thấy não ứng sao vừa nghĩ tới trần phàm ở trong tiết mục cùng nữ nhân khác nói chuyện yêu đương trong lòng nàng tức giận đến mức hoảng nhìn là cách ứng đối nhưng không nhìn thấy suy nghĩ lung tung sẽ càng phiền lòng hơn ngươi muốn tham gia cũng có thể ta nói với đạo diễn một tiếng ngày kia ngươi cùng ta lên trường đấu ta chỉ sợ đến lúc đó cư dân mạng lại nghi kỵ lung tung quan hệ của chúng ta không có việc gì cứ để cho bọn họ đoán đi thôi trần phàm bên này ta phải xử lý một chút không đợi Cố Vũ hỏi lại, cô trực tiếp cúp điện thoại. Phương diện làm việc nàng từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, một khi quyết định được việc gì thì sẽ vô cùng quyết đoán. Liễu Như Yên đang nhập vào tài khoản Weibo, hôm qua nàng gửi cho hắn cái bài đăng Weibo, chỉ là bằng hữu, bị dân mạng giải thích đủ thứ, bởi vì không có chỉ mặt gọi tên nói ai, có người cho rằng nàng đang làm sáng tỏ quan hệ giữa nàng và Cố Vũ, cũng có người cảm thấy nàng nói chính là Trần Phạm, quan hệ giữa cô và Trần Phạm, còn dừng lại ở ngày hôm qua không ai biết bọn họ đã từ hôn. Dù sao hai nhà cũng không có chính thức tuyên bố. Liễu Như Yên biên tập một đoạn văn tự gửi ra ngoài, ta và Trần Phàm tiên sinh đã chính thức từ hôn, từ nay về sau không có liên quan gì đến nhau. Những năm này ta thử cùng hắn chung đụng, nhưng Thủy Trung phát hiện, không cách nào giao lưu ra tình cảm càng sâu. Nếu đã không thể làm người yêu được nữa, vậy chỉ có thể là bằng hữu. Lần này Liễu Như Hôn không có thao túng cụ thể, thậm chí còn mua tiếp thị có ý dẫn dắt cư dân mạng thật giống như nàng là người bị hại trong lần thông gia này vậy ở cùng một chỗ với trần phàm hoàn toàn là bị ép buộc hôm nay nàng hoàn toàn tỉnh ngộ vì yêu sung phong lựa chọn hoàn toàn phân rõ giới hạn với trần phàm nhiệt tìm còn xuất hiện một đoạn video một bên là trần phàm đứng trên đài tứ cố vô thân trần mà một bên khác là ở trong bệnh viện bồi cô vũ đón sinh nhật liễu như yên bình luận phía dưới tất cả đều là châm chọc khiêu khích vui sướng khi người gặp họa chúng ta gương vỡ gương tròn lại xếp thật sự ở cùng một chỗ nguyên lai like câu kia chỉ là bằng hữu là đưa cho trần phàm bảo hắn đừng tự mình đa tình đám hắc từ trước đó chào phúng cố vũ không xứng đi ra xem a à, bị ba ba vả mặt rồi đây là kết cục phá hư tình cảm người khác trần phàm biết rõ liễu như yên có yêu thích người còn không phải dây dưa nàng muốn thông ra sao hắn sợ mình không lấy được vợ cô vũ cùng liễu như yên chính là tuyệt phối đỉnh phong thanh mai trúc mã phá kính trọng viên sao có thể là loại người nửa đường như trần phàm đi ra có thể so sánh trong bình luận cũng đừng đau lòng cho trần phàm đau lòng nam nhân không có kết cục tốt trần phàm cũng giả vờ như thật cùng liễu như thành ở chung còn không phải vì tiền sao hiện tại liễu như yên không cần hắn nữa hắn xoay người liền tham gia tiết mục xem mắt là muốn câu phú thê trong lúc thi triển sao trần phàm câu phú bà không cần làm chứ dù thế nào hắn cũng là phú nhị đại a à. theo tin tức đáng tin nói trần phàm đã bị trần gia đuổi ra khỏi cửa nói cách khác hiện tại hắn thiếu tiền hắn không có bản sự cũng không nên tìm phú bà đến nuôi hắn hy vọng tỉ tỉ trên đường đi phải lau mắt thật tốt rời xa nam nhân bức bách sự tình phát triển đúng như liễu như yên suy nghĩ một mặt nghiêng về một bên vì có thể phối hợp với liễu như yên tập đoàn trần thị cũng phát thông báo cho mọi người biểu thị hai nhà trần liễu đã từ hôn từ đó yêu đương tự do đến tận trần phàm thời điểm mấu chốt này cũng khó mà nói hắn cùng trong nhà cắt đứt quan hệ chỉ có thể làm như không khí trước tiên cứ mặc kệ nó đã trên mạng từ trước đến nay không có đạo lý gì có thể giảng những thứ mà cư dân mạng nhìn thấy đều quá mức phiến diện người sáng suốt đều có thể nhìn thấy thị phi chỉ cần khói lửa và gió nhẹ một chút có thể dễ dàng thay đổi công chính tiếp theo diễn biến thành bạo lực mạng cô vũ cũng một mực chú ý đến hướng đi trên mạng nhìn thấy liễu như yên cuối cùng vẫn ở hắn cùng với trần phàm lựa chọn hắn hài lòng nở nụ cười bất quá như vậy còn chưa đủ một ngàn là hắn âm thầm dẫn đạo bạo động chân phàm triệt để ghim chặt trần phàm kẻ thứ ba đang phá hư cảm tình người khác. Tiếp tục, trong tiết mục Trần Phàm ghi hình hôm nay, trên Weibo vẫn như cũ huyên náo oanh oanh liệt liệt, Trần Phàm không bị ảnh hưởng chút nào, nên ngủ thì ngủ, nên ăn thì ăn, đơn giản thu dọn hành lý một chút, sau đó mua vé máy bay rời khỏi Dung Thành, đi tới hiện trường thu hình tổng nghệ. Công tác bảo mật của tiết mục này được làm rất tốt, đều muốn thu hình cũng còn chưa công bố tiết mục khách quý, toàn bộ đều nhờ cư dân mạng đoán. Đạo diễn nhìn thấy vụ tìm kiếm nóng trên Weibo của Trần Phàm ngươi thấy chưa, nhiệt lục gì đó đạo diễn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái sau đó vỗ vỗ bả vai hắn thở dài không biết cũng tốt kế tiếp nộp điện thoại di động lên chúng ta sẽ chuẩn bị thiết bị thông tin một lần nữa cho các người thừa dịp bây giờ còn chưa có quay lại muốn liên hệ với ai thì mau chóng liên hệ phát thông báo nhóm chat trần phàm ta không có người muốn liên lạc được thôi được rồi đạo diễn cũng không nhiều lời càng không nhắc nhở trần phàm xem hot sớt trên mạng hình vài thứ nếu nhìn chỉ ảnh hưởng đến tâm tình của người khác Trần Phàm lúc trước chứng thực xong Weibo để tránh nghỉ ngơi bị quấy rầy hắn, vậy nên hắn thiết lập Weibo để tránh quấy rầy. Hai ngày nay hắn mặc dù không nhìn, không có nghĩa là hắn không biết, đơn giản là kiếp trước đã trải qua, toàn bộ lưới đen lại trải qua một lần nữa mà thôi. Cố Vũ những fan trung thành chết tiệt kia nóng lòng muốn xào đạp người khác, kiếp trước dù hắn và Liễu Như Yên đã kết hôn, đám fan của CPC kia cũng nháo loạn dưới phòng làm việc của hắn, mãi đến khi 50 tuổi vẫn có người dẫm lên hắn ta thiên thiên hỏi thăm hắn có ly hôn với liễu như thị hay không đừng đề cập có bao nhiêu bực mình đời này như bọn hắn nguyện hắn không kết hôn với liễu như yên hẳn là tốt hơn một chút so với mạng lưới kiếp trước, đen hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Bây giờ Hắc còn có thể mang đến cho hắn một chút nhiệt độ, dù sao Hắc Hồng cũng là Hồng Nha. Trần Phàm không hiểu nhiều về kỹ năng tổng nghệ, đời trước biết rõ tiết mục này rất hot, nhưng chưa từng có điểm vào xem qua. Hắn muốn đi đường nghe tên này, chắc là tiết mục liên quan đến du lịch, vừa vặn, không cần dùng tiền cũng có thể đi ra ngoài chơi, còn có thể thưởng thức mỹ thực địa phương, cũng không biết chạm điểm thứ nhất là ở nơi nào. Trần Phàm nói bóng nói gió cùng nhân viên công tác nghe ngóng qua, miệng của bọn họ rất kín, một chữ cũng không lộ ra, chỉ dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn, trong lòng đau xót lại xen lẫn một chút vui sướng khi người gặp họa, trong lòng Trần Phàm sinh ra dự cảm không tốt lắm. Theo xe càng lúc càng xa, thành thị xung quanh biến mất thành đường đất trên đỉnh núi, sau khi lảo đảo lắc lư gần 3 giờ đồng hồ, xe dần dần ngừng lại, đến, Trần Phàm từ trong giấc mộng bừng tỉnh, vén rèm lên nhìn thoáng qua bên ngoài, non xanh nước biếc, hoàn cảnh còn rất tốt. Chính là chỗ ở An Bài đã quen với việc làm việc. Người dân ở thành phố có lẽ không quen lắm, yêu ở trạm rừng chân đầu tiên trên đường đi chọn ở nông thôn, trải nghiệm phong tục tập quán địa phương, tại tự nhiên cùng trong lao động thu hoạch tình cảm. Tổ tiết mục không tốn bao nhiêu tiền đã thuê một căn nhà nhỏ, tống nghệ yêu đương khác ở biệt thự lớn, đổi thành bọn họ liền biến thành nhà lớn bằng phẳng. Trong phòng là cái bàn tròn lớn màu đất của quê nhà, còn có 6 cái ghế nhựa, Phòng vệ sinh không ở trong phòng mà ở ngoài phòng, tổng cộng có hai phòng vệ sinh, chia ra dùng cho nam nữ, vừa nhìn chính là hiện đáp đấy, bên cạnh nhà vệ sinh là chuồng heo. Để át có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để át có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.